ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi hạ màn xuống. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Hà, đến từ Bình Dương. Bạn làm nghề gì? Dạ em là huấn luyện viên thể thao. Nhiêu tuổi Hà? Dạ em 25 tuổi. Rồi mời bạn gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rất là tin luôn. Dạ, em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. Hả? 28 tuổi. Có gì dạ. Đâu giật mình dữ vậy các bạn. Không phải, có khai gian gì không á? Dạ giấy khai sinh là vậy á. Chắc chắn vậy luôn á hả? Dạ. Em tên là gì? Mình được làm việc ở đâu? Dạ à, em trẻ quá chị líu lưỡi luôn rồi. Dạ em tên là Nguyệt. Em làm việc ở công ty in Thiên Ngôn. Trời ơi 28 tuổi trẻ lắm anh Linh ơi. Ủa bạn nghe 28 tuổi bạn giật mình là sao? Dạ lớn quá. Có gì có bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp một người yêu lớn tuổi hơn mình mấy tuổi vậy không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Giờ cảm giác trong người sao? Chắc không sao đâu. Tôi đảm bảo là không có sao đâu. Đừng có cái đó tuổi tác chẳng. Chứ qua là cái con số thôi. Bạn sẽ định tìm một người yêu của mình như thế nào? À, hơi cao chút xíu. Dễ thương, tâm lý. Vậy là em chỉ cần nhiêu đó thôi. Vậy là tuổi cũng không quan trọng luôn. Dạ. Dạ yếu quá vậy. Không có vẻ gì trong đó, trong bụng không có thích phải không? Không có ưng nên thế. Từ từ để tôi cho khai thác cho bà nghe nè. À, Nguyệt nói rõ chút xíu về công việc của mình đi. Dạ công việc của em là thư ký. À, công ty của em là chuyên về in ấn các tạp chí, sách báo, rồi lịch khi khách hàng liên hệ hay gì là tất cả công việc là sẽ thông qua em. Xong rồi em sẽ triển khai với các bộ phận để các bộ phận tiến hành làm. Chưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Ở trường bạn dạy là cấp mấy? Dạ không, em là huấn luyện viên bóng chuyền của đội trẻ Bình Dương. Dạ chắc cao lắm phải không? Cao cũng 1m9 á. Trời phải. À, bạn cần gì mà qua ba mối tình rồi vẫn không tìm được người yêu cho chính mình? Chắc có lẽ em chưa hoàn thiện nên bạn người yêu cũ của em chia tay em. Em chưa hoàn thiện về gì cụ thể nói luôn. Có thể là công việc của em không phù hợp hoặc là em còn có một số tính xấu. Tính xấu gì? Dạ em làm biếng lắm chị. Có chăm sóc bản thân không mà làm biếng tắm rửa luôn? Dạ không, cái này em kỹ lắm chị. Còn tật xấu gì nữa? Em hay nói chuyện với nhiều người trên Facebook. Nói chuyện bạn gái nhiều quá Facebook mình kêu người ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi, cái này không được. Dạ nói chuyện với bạn bè bình thường ấy đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Nói nhưng mà có vấn đề gì người kia người ta mới ghen, người ta mới chia tay mình chứ. Nói chung là ai quen cũng muốn sở hữu anh. À, thấy mình nói chuyện với người khác cũng vui vẻ thì nghĩ mình thích người ta, nhưng thật sự đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Ngày nào cũng lên Facebook nói chuyện suốt vậy đó hả? Dạ không, bây giờ không lên nữa anh. Giờ còn ai đâu yêu đâu lên. Nguyệt có thích bạn trai đào hoa quá không? Cái người mà đào hoa quá thì chắc không hợp với mình. Những cái ưu điểm gì của bạn và những khuyết điểm gì của bạn mà có thể chia sẻ với mọi người? Ưu điểm của em là em biết làm nhiều loại bánh, thích đọc thơ, thích làm thơ, uống được bia. Ưu điểm là uống được bia hả? Ủa, uống được bia mà cũng lọt vô cái ưu điểm nữa hả ta? Thế còn khuyết điểm? Kiểu như là nắng mưa thất thường, đột nhiên mà buồn buồn quá thôi xách vali lên đi, không cần quan tâm tới ai hết. À, đi đâu? Dạ đi đi du lịch, đi cái nơi nào đó mình thích thôi. Đi một mình? Dạ đi một mình. Cái này cũng, thất thường thiệt cũng á. Cũng hay ha. Bạn có ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ thì bình thường là mặt của em thì cũng chưa có đuổi kịp cái tuổi của em, cho nên có trẻ hơn em tí cũng không sao nha. Vậy thì mình thấy cũng ổn rồi, đâu có vấn đề gì đâu. À, bạn làm thơ là làm thơ làm sao? Tùy tâm trạng thôi, lúc đó mình đột nhiên ngồi nghĩ ra được cái gì thì viết cái đó. Có đoạn thơ con cóc nào của bạn tự sáng tác cho bạn chia sẻ cho mọi người nghe dạ, thử. Dạ có. Sài Gòn mùa này đang đầy nắng, cớ sao trong lòng mưa vẫn rơi. Dĩ vãng đôi khi là sợi xích trói lấy tình em anh biết không. Yêu nhau thật đó nhưng không đủ, vạn nẻo đường vui ai với ai. Em về lẻ bóng nơi sân vắng, còn ở nơi đây anh biết chăng. Không hài hợp quá, đọc không hết được. Vậy là bài thơ này bạn viết cho mối tình cũ đó hả? À, dạ không, tại tự nhiên bữa đó Sài Gòn mưa quá ngồi nghỉ thôi. Cảm nhận gì sao? Cảm thấy bạn nữ là người lãng mạn. Bạn có thích người lãng mạn không? Dạ em cũng thích. Cũng thích bởi vì bạn cũng quá lãng mạn đúng không? Dạ không, em lãng xẹt. Bạn nữ có tài làm thơ rồi, bạn có tài gì không? Em có thể hát nhưng hát không hay. Nói chung là em có năng khiếu về thể thao, em chơi được tất cả môn thể thao. Môn nào cũng chơi hay hơn những người bình thường.
Chỉ có năng khiếu thể thao thôi, còn hát hát thử hay sao? Bạn nữ bên kia muốn mình hát bài vui hay bài buồn? Hát bài vui đi. Em xin hát bài Năm Chú Vịt Con. Quá vui luôn. Phải lead the dust when out one day, over the hills and far away. Mother dust said quack 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 quack, but only for lead the dust come back. Cứ hát bài buồn thì hát bài gì? Dạ hát bài buồn em xin hát bài niệm khúc cuối. Thôi thôi, buồn dữ rồi nha. Quá buồn luôn. Thử luôn đi. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. À, để xem bạn nữ bên này như thế nào nha. Thôi. Wow. Sao? Chào bạn. Dạ chào anh. Anh bên kia rất là cao. Dạ. Cao lắm. Rồi nhỏ tuổi hơn bạn nữa. Dạ. Mình khi mình đứng gần người cao quá có ngại, mình nhỏ tuổi hơn. Em thích người cao thôi à, em không thích người lùn, tại em lùn rồi. Bạn quê đâu vậy? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn Bình Dương cũng gần ha. Dạ. À, bạn thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao, cứ 1m7 trở lên là được, vui vẻ, uống được bia. Xin nãy giờ cô này cô nhấn mạnh cái vụ bia, và uống được bao nhiêu chai bia? Dạ, em dạ được nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Nửa thùng. Nửa thùng. Oh, quá dữ. Được. Đi uống bia không? Dạ em biết. Uống được nhiêu bia? Dạ nửa thùng. Đối ẩm, đối ẩm. Mua thùng vậy hai người uống khỏi mày ai hết. Cao mét mấy? Dạ em 1m75. Thế cũng hợp mà ha. Hợp. Mà bây giờ quen người lớn tuổi hơn rồi, giờ dẫn về nhà gia đình không chịu rồi sao? Dạ em chịu là được chị. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào chị Quyền Linh. Cao dữ. Bạn thấy nãy giờ nói đối đáp qua lại hai bạn có hợp nhau về vấn đề gì không? Nãy giờ bằng mắt thường mình nhìn thấy và mình cảm nhận được các bạn nữ là có một số cái ý đối lập nhưng mà không đối nghịch. Hai người có thể dung hòa, có thể đi đến xa hơn. Còn nhìn bằng cặp mắt không có thường thì sao? Thấy là bạn nữ có đủ khả năng để chinh phục bạn nam và bạn nam có thể được cảm nhận được cái tiền của bạn nữ và tình yêu đó. Wow, rất là hay. Nhận xét rất là sâu sắc. Em có đi với ai không? Có, em đi với em trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên Hoàng Sơn, em là em trai của chị Nguyễn Quyền. Em thấy anh bên đó có hợp với chị Nguyễn không? Dạ có. Nhỏ hơn chị em 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không. Ngắm về ba mẹ có chịu không? Chị chịu là ba mẹ chịu. Rồi cảm ơn em. Rồi chúng ta cho hai người gặp nhau. Nào kéo màn lên. Kéo màn lên. Dễ thương đẹp lắm đấy. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà tặng bạn. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Bạn hay nhậu lắm hả? Không có. Tại vì mình hỏi là có uống được bia hay không. Tức là uống được, tức là không có được xỉn nha. Giờ cảm nhận trước tiên là thấy mình bên ngoài như thế nào nè. So với cái tuổi 28 thấy sao nè. Đứng hình. Bạn có hay quản lý Zalo, Facebook hoặc là tin nhắn SMS của người yêu không? Mình rất kỳ thị Zalo cho nên mình không thèm quan tâm tới. Còn Facebook? Facebook mà của ai nó xài đi nha, đừng chậm của nhau. Bạn có phải là người hài hước không? Thì bạn nhìn bạn đấy thử coi. Nhìn mặt thì thấy hài rồi đó, không biết tin nhắn. Mặt dễ mà kêu mất cười trời. Nói chung là mình cũng hài, cũng vui á. Tại vì mình rất là thích người hài hước. Cũng tào lao lắm á. Lúc lúc dạy học rồi mặt có hài hước vậy hả? Dạ có chị. Nói chung là hài hước là một điểm để cho dạy dễ hiểu. Phải không? Dạ. Rồi cứ hài hài hoài rồi học trò không dạ nghiêm. Dạ không chị, lúc nào nghiêm là nghiêm, lúc nào hài. Tao nghiêm sao, ví dụ giờ nghiêm thử coi. Nhìn đây nè, nhìn Nguyệt là nghiêm, nghiêm coi. Anh chị ấn tượng đầu tiên mà chị bắt em làm vậy kỳ quá. Chứ nãy giờ em hài quá, ta nói mặt ngộ ngộ kìa. Nghiêm. Rồi tỏ tình đi. Bạn có thích người phụ nữ, có mẫu người phụ nữ của gia đình không? Mình không phải là người phụ nữ của gia đình. Ồ, bạn là người phụ nữ của riêng bạn hả? Mình là người phụ nữ của xã hội và của bạn bè. À. Chứ không phải là của gia đình. Mình nghĩ sau này bạn có gia đình, bạn có con, bạn sẽ nghĩ khác. Cái đó thì mới muốn mới biết được, nhưng mà hiện giờ thì rất là bay nhảy. Bạn mong muốn gì của người đàn ông? Quan tâm, nhưng mà đừng có quá. Đừng có mà sáng em ăn gì chưa, em ăn gì chưa. Cứ ngày nào cũng sáng trưa chiều tối đều quan tâm hỏi han như vậy thì cảm thấy rất là phiền. Có nghĩa là một ngày nhắn mấy tin thôi được rồi đúng không? Giống như nữ nhắn tin có việc gì gọi điện thoại. Kỳ ta. Chị cũng đang thấy kỳ, tin đó chị dòm á. Vậy là không nhắn tin?
Tại vì nhắn tin rồi phải ngồi suy nghĩ coi nên nhắn cái gì nữa thì mệt lắm, cho nên hỏi chuyện thì trả lời nha. Vậy không quan tâm có trách mắng không? Không quan tâm là theo nghĩa như thế nào? Thì không nhắn tin thì không cho quan tâm thì còn gì nữa. Không, không phải là không nhắn tin là không quan tâm. Ví dụ như là công việc rất là bận rộn, cho nên nếu mà kêu là sao tối ngày sáng đêm mà cứ nhắn tin hoài không có. Vậy là rảnh nhắn tin được đúng không? Tùy ơi, cái tin nhắn đó có đủ hài hước để trả lời lại hay không. Khó à, càng hơi khó. Khó thiệt. Khó thời gian. Khó hay là không khó? Để tay suy nghĩ bấm. Suy nghĩ, cảm nhận và nhấn. Đây, cái nút suy nghĩ kỹ nha. Có thể bấm và không bấm tùy theo nhịp đập con tim của bạn có trùng với nhịp đập con tim của bên kia hay không. 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn Nam tại sao lại không bấm? Tại vì em là người tình cảm, em thích quan tâm lo lắng. Bạn không thích nghe nói là không thích người yêu kiểm soát quá. Không có nghĩa là vẫn có thể nhắn tin trả lời qua lại chứ có sự quan tâm với nhau chứ không có im vậy được. Tại vì em đã từng im vậy mà đã từng đổ vỡ lên nè, bây giờ em không muốn lặp lại một lần nữa. Bạn thấy chưa, tôi quan tâm đâu có gì đâu mà không cho. Tại vì cũng có người muốn tìm hiểu em á, xong rồi tối ngày cứ nhắn, từ sáng đến tối nhắn tin mãi không trả lời, cái lại bắt đầu tại sao không trả lời đồ này nọ, trong khi đó công việc của em là rất là bận, em không có thời gian mà trả lời như vậy á. Thôi dù sao nữa thì ta cũng đã tìm hiểu và rút kinh nghiệm một số thứ mà chúng ta phải gọi là control là chính mình. Hy vọng rằng hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là tốt. Thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn hai phần quà: nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, chúc hai bạn thật nhiều niềm vui. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Em rất là sợ xòa, nhưng khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua lắm. Em rất thích là ca sĩ Noo Quốc Thịnh. Mời bạn Nam. Và bây giờ mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em xin giới thiệu, em tên là Lê Đình Thọ, năm nay 28 tuổi. Em là quê gốc ở Bình Định và hiện nay em đang sống và làm việc ở Tây Ninh. Bạn làm nghề gì? Em bán vé máy bay. Bán vé máy bay? Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh tại Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng. Bên kia làm việc ở Tây Ninh hả? Đúng rồi. Sao xa xa một chút nhưng mà tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Bạn giới thiệu một chút về mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em có thể ca hát và giao tiếp được nhiều ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật thì em biết một chút. Ngoài ra thì em có làm văn, viết thơ và có nhiều bài được đăng trên mạng vanhoadoc.com. Wow. Bây giờ mình có thể gửi đến mọi người một bài hát cho sinh động, cho vui lên. Hát thì giờ em run quá, em không biết có hát được không, hay là em tặng mọi người một bài thơ. Bài thơ cũng được. Em có nghe mùa xuân đã về trên đất mẹ, tất niên cứ đến lễ giao thừa cũng muốn sang. Nghe pháo nổ rộn ràng trong lòng đầy thao thức, đêm nay anh phải trực không được ở cùng em. Mẫu quà anh ra xem là bánh chưng ngày Tết, câu đối đỏ đẹp phết trang trí ở trong nhà. Đã có những chậu hoa ba đêm về ngoài ngõ, gửi lời thơ trong gió mang xuân về cùng em. Những bài thơ không tên đong đầy từng nỗi nhớ, như một sự bất ngờ anh tặng em mùa xuân. Bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm thì ít thôi nhưng mà khuyết điểm thì nhiều lắm. Ít chăm chút về ngoại hình, trang phục khi làm việc hay là trong cuộc sống hàng ngày á, thì em rất là xòe xòa trong việc mặc quần áo hay là chú ý đến việc mua quần áo. Nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua quần áo. Cái bụng nó rất là to. Ngồi nãy giờ là gồng dữ lắm, chứ còn nếu mà ngồi thoải mái gồng ra chi, thì cứ thả ra hết đi em, gồng chi chứ nó cực. Cỡ anh thôi chứ gì đâu. Dạ, cái tính xòe xòa của mình á, nó làm cho mình mất đi những cơ hội mà để tìm một người yêu phù hợp trong cuộc sống á. Ưu điểm thì trong công việc á, em rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ tính. Nhưng mà bạn ở Bình Định, tại sao vào Tây Ninh bán vé bay là sao? Thì em học ở Sài Gòn, em làm một thời gian ở Sài Gòn, lên Tây Ninh làm việc cho một công ty của người bạn bên mảng vé máy bay. Thời gian sau thì em có ra làm riêng rồi mở một phòng vé riêng của mình rồi tự làm. Tức là phòng vé máy bay của riêng của bạn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng luôn. Rồi, cái mẫu người mình muốn tìm là người như thế nào nè? Em rất thích là ca sĩ Noo Quốc Thịnh. Bạn trai có mẫu người muốn tìm người bạn gái như thế nào?
Nhưng mà em thích một người có nước da trắng đó chị. Phải biết chăm chút về ngoại hình một xíu. Dù em rất là xòe xòa nhưng mà em lại thích người phụ nữ biết quan tâm tới gia đình. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì 2 mối tình. Lý do tại sao chia tay? Chia tay bởi vì nhiều cái lý do về kinh tế, về sự trưởng thành. Chưa có đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ là đủ chưa? Đủ kinh tế chưa? Dạ đủ. Đủ lấy vợ chưa? Dạ đủ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Rồi. Bây giờ nếu hợp lý được hết á thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ cưới ngay cũng được chị. Cưới ngay cũng được luôn? Dạ. Nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? Em thì em sẽ giữ khoản công việc, khoản tiền cho đủ công việc làm ăn của em. Những khoản còn lại thì tốt nhất là vợ giữ. Mình có tật xấu gì không? Khi đi làm á hay là trong cuộc sống á, em ăn mặc rất là... Đâu, thấy bữa nay cũng ổn mà, bữa nay lịch sự đàng hoàng. Thế mình có bí mật gì không? Sau này quen nhau hay là có cưới nhau về đó, sợ là bạn gái có khó có thể chấp nhận. Kinh doanh chủ yếu là online cũng nhiều cho nên là có nhiều loại tài khoản, nhiều mật khẩu á. Thì tất cả những mật khẩu của các loại tài khoản đó đều là họ tên với ngày tháng năm sinh của bạn gái cũ. Thì bây giờ có bạn gái mới, đổi năm đổi được sinh không? Của bạn gái mới. Sau đó giờ không đổi đi, giờ chia tay rồi người ta giữ mấy cái bí mật của mình sao được? Bởi vì thay đổi thì nó cũng bất tiện lắm chị. Với lại chưa có ai mà quen nhau đủ để tình cảm và tình yêu á, để cho là mình thay đổi những cái đó. Ủa, cái đó là cá nhân của mình mà. Quá nhiều loại tài khoản cho nên khi mà đặt phải đặt hàng loạt theo thứ tự, chẳng hạn như tên ABC xong rồi thứ tự tiếp theo sẽ là ngày tháng năm sinh, cứ như vậy rồi nó liên tục. Hết ngày nay về đổi. Đổi nha. Dạ. Không đổi cũng phải đổi nữa. Thôi. Nãy giờ em cũng nghe rồi đúng không? Dạ. Okay. Em khoan coi đàn gái thế nào nha. Rồi, dạ, chào em. Dạ. Bây giờ em nghe tưởng tượng anh chàng bên kia thế nào? Phải là một người rất là hiền. Người hiền. Dạ. Chậm rãi, có sự chững chạc ở trong đó. Cũng thành công trong sự nghiệp rồi đó. Em có không thích tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là con trai lăng nhăng ạ. Anh này chắc không lăng nhăng rồi. Anh nghĩ tính chung thủy đấy. Nên cái việc vừa rồi á, đó là một người chung thủy. Rồi, không thích gì nữa. Cờ bạc, rượu chè nhậu nhẹt. Anh này chắc không có cờ bạc, có rượu chè không vậy? Em chỉ có hút thuốc thôi, còn rượu chè thì cũng biết uống nhiều lắm nhưng mà không có thích rượu chè. Rồi, một vấn đề nữa là bạn trai ở Tây Ninh. Dạ. Nhưng mà đến từ Nam Định. Đến từ Bình Định, Quy Nhơn á, thành phố Quy Nhơn á. Bây giờ mình có chịu đi theo bạn trai? Dạ, nếu như mà là người thật sự hợp với em thì em sẽ đi. Đúng rồi, nếu phù hợp thì tới đâu cũng thấy đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt đi. Em có đi với ai không? Em có đi với bạn học thời sinh viên. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Cách Tường. Em là bạn thân của Thọ. Về phần bạn gái thì em thấy bạn gái là rất là giỏi, có nhiều tài lẻ và làm giáo viên nữa. Thì em nghĩ là hôm nay gặp nhau cũng là có cái duyên rồi. Sau chương trình thì hy vọng là các bạn sẽ có cái cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với hai bạn ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em thấy anh này nó rất nghiêm túc, rất là đứng đắn. Và Hồng thì là một cô gái rất là đơn giản, là nhẹ nhàng. Cho nên là em nghĩ hai người rất là hợp nhau. Em hy vọng là sau chương trình này hai người cho nhau cơ hội để hẹn hò. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi, quan trọng giống như là bạn bè của các bạn đã vừa nói rồi đó, quan trọng vẫn chính cảm xúc của mình. Chúng ta kéo màn lên nha. Dạ, em cũng có món quà. Anh cảm ơn em. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền lành, giàu tình cảm, chung thủy. Khi mà em nghe anh nói mà tất cả các loại mật khẩu của anh đó đều là tên của người yêu cũ á, thì em cảm thấy về việc đó như thế nào? Thì lúc đầu có vẻ là hơi buồn. Như anh nói có nghĩa là chưa có ai để mà khiến anh có thể là rung động để mà anh thay đổi những cái... Vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ người cũ hay sao? Không phải là còn nhớ người cũ, bởi vì đó là sự tiện lợi á. Anh giữ nguyên, nhiều khi anh nói giống như là một phản xạ. Trên cái bàn phím máy tính của anh bấm mòn những chữ đó, nhưng mà anh không hề ý thức gì về việc tên người yêu cũ cả. Mà nếu có thay đổi thì anh có thay đổi được không ạ? Được. Yeah. Thay đổi liền hôm nay mà, đúng không? Dạ. Lên kế hoạch hẹn hò thế nào bạn? Anh nghĩ thì cũng không là xa lắm. Bình thường anh xuống đây thì khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là anh tới Sài Gòn rồi. Cuối chiều cuối tuần có thể là em lên anh chơi hoặc là anh xuống em chơi cũng được. Một tuần có thể anh xuống với em một lần. Một tuần một lần? Có thể nhiều hơn, tùy vào công việc và tùy vào việc em có bận hay không nữa. Dạ, em có một cái tình huống và em muốn đặt ra để coi thử cách anh xử lý như thế nào. Anh đang quen một người bạn gái, lúc đầu anh có ấn tượng tốt về người bạn gái này. Và anh rất muốn tiến tới hôn nhân với người bạn gái này.
Nhưng sau một thời gian anh lại nghe bạn bè cũng như những người xung quanh lại phản ánh không tốt về cô gái này. Chẳng hạn như là nếu anh quen cô này thì sẽ cản trở sự nghiệp của anh, hay là gia cảnh của cô này không có phù hợp với anh. Thì anh có bị dao động không? Hay là anh vẫn kiên quyết với tình yêu của mình? Nói ra không phải khoe, nhưng mà cái cuộc sống của anh, tính cách của anh nó hơi khá là tự lập. Bởi vì kể cả công việc hay là việc mà anh lên Tây Ninh làm này á, cũng đều là do anh quyết định hết. Việc kiếm tiền hay là việc mà kiếm người yêu hay là lập gia đình sau này á, hay là mua nhà hay là ở đâu, việc làm gì á, thì chắc chắn là do anh quyết định hết. Có một cái sự tính toán trước hết rồi, rất là an toàn và chắc chắn. Các bạn trai có tài vặt gì không? Hát một câu, hát một bài hát tỏ tình nào đi. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần bên, nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua hết khi có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Một cái lời tỏ tình rất là dễ thương. Dạ thôi, chứ còn câu hỏi muốn hỏi ạ. Còn câu nữa hả? Dạ dạ. Rồi hỏi đi. Nếu có thể mà em về Đà Nẵng làm á, thì lúc đó anh có muốn tiếp tục quen em không? Nếu mà chia tay á thì có những lý do khác. Lý do đó không đáng. Anh nghĩ không như vậy. Không có thể xa được. Hết thời gian. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nam ở Bình Định mà cũng đâu có xa lắm đâu, đúng không? Dạ. Thông tin cũng là khá đầy đủ rồi đó, cũng có thể cảm nhận được nhau, xem mình có phù hợp với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao bạn nữ không bấm nút? Cái cảm giác của em nó chưa rung lộng lắm. Có lẽ em là một người khá trầm rồi, nên là em có muốn tìm một người bạn nào đó mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền quyết định các bạn. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn cũng nên cố gắng tập làm sao cho mình nó mạnh mẽ chút xíu nữa, năng động chút xíu nữa. Tin chắc rằng ở dưới khán giả cũng như là trên truyền hình, nhiều bạn nữ cũng sẽ bấm nút để chọn bạn. Bạn gái cũng vậy. Chúc cái công việc sẽ càng ngày phát triển thành công hơn nữa nha. Ai nãy cái coi. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận như sao? Mời bạn Nam. Đây, nói cho bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào, chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Đồng Hà My. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán. Quê thành phố Hồ Chí Minh luôn hả My? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là Mai Hoàng Phúc, sinh năm 1995, nghề nghiệp kỹ sư môi trường. Sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang công tác tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 95 hả? Dạ. My sinh năm nhiêu? Dạ 92 ạ. 92, ồ lớn hơn bạn Nam 3 tuổi. Được dạ không My? Dạ cũng được. Cũng được hả? Có dạ ngại gì không? À dạ em vô tư ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ nói điểm yếu trước nha chị. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm. Nấu ăn mà không chết thôi. Về ăn mà không chết. Không sao đâu, để mình nấu ăn cho bạn ăn. Với lại em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay chơi thể thao. Cái gì đâu mà nóng tính rồi chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em chơi mỗi thứ một chút. Em cũng có tập võ. Trời ơi. Rồi. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Còn em biết chơi thể thao gì không em? Em biết là đá banh, tennis. À, hồi đó có học taekwondo nhưng bỏ rồi. Có nóng tính không? Không, em hiền lắm. Dịu dàng không? Chắc không đâu. Em có những cái khuyết điểm, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì em học bơi 5 năm không biết bơi. Đúng rồi. Học bơi 5 năm không biết bơi. Em bơi sao nổi? Em lặn thôi. Lặn thì được. Em học kiểu gì người ta con nít học 3 tháng nó biết bơi rồi mà em học 5 năm mà em bơi không được. Em không biết nữa chứ em đăng ký hoài, thầy giáo chê rồi thôi nói bỏ tay. Rồi không biết bơi gì nữa. Tính em thì có hơi ghen và hơi ghim.
coi như thấy người đó xấu là nói xấu mình ghim chừng nào cả thù được không? Không phải vậy, mà người ta không tốt với mình thì mình cũng không thích nói chuyện người ta vậy. Thì đúng rồi, người ta không tốt mình nói chuyện người ta chi, còn gì nữa không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Có khi nào em quen bạn gái em giận bạn gái em ghim em không nói gì luôn không? Nếu như mà quen bạn gái thì đương nhiên là bạn gái giận thì em phải cố làm cách nào mà cho bạn gái hết giận. Tôi thấy tính cách bên kia ngược với bên đây rồi đó nha. Bình thường á, những lúc mà không có chuyện gì xảy ra thì em cũng hiền lắm. Dạ, em cũng không có thích bắt nạt người khác. Em học võ nhưng mà em không có đánh người. Nhưng mà có em... tới lúc có chuyện xảy ra là quất luôn. Mà dạ, em không có đánh lại bên đây đâu mà lo, có học võ đánh không lại đâu. Bây giờ em nói lớn lên đi cho bạn nữ nghe nè, mình có tật xấu gì không? Em thì không có, nhưng mà người ta thường nhận xét em á. Nhận xét sao? Là 4D. 4D? 4D hay 3D? Tôi nghe 4 3D luôn. 4D, 3D khác nha. 4. Có 3D không? Không. 4D là sao? Người ta nói em hay à, gian dâm với dê và có xíu hơi đẻo. Gian dâm dê đẻo. Trời đất cơ, sao nó hội tụ dữ vậy? Nhưng mà sao người ta nói mình vậy? Thì người ta nhìn mặt bắt hình dong thôi. 4D ha. Trời ơi, mới nghe luôn á. Rồi, tình trường sao em? Dạ, em chưa yêu bao giờ. Chưa yêu bao giờ? Dạ. Lý do sao giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Dạ, cái nguyên nhân mà cốt yếu á là tại vì em tự ti về ngoại hình của mình. Mình vừa xấu, vừa đen, vừa lùn. Vòng số đo 3 vòng thì không chuẩn rồi. Số em... đo 3 vòng không chuẩn luôn hả? Dạ, cũng giống như kiểu là ngực thì lép, eo thì bánh mì, rồi mông thì dẹp đó anh. Trời đất ơi, đâu đến nổi dữ vậy trời. Sự thật luôn à. Làm gì em tả gì lép xẹp vậy? Ngực lép không quan trọng, bởi vì bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Còn chỉ có bức tường là trượt, là vĩnh cửu. Cũng làm sao nó lại nghe câu đó coi. Cái gì? Vòng một sao nó lại nghe coi. Bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Làm sao? Nó khó hiểu quá. Bưởi là bưởi, mướp là mướp, chứ sao nó liên quan gì nhau? Sao bưởi thì thành gì? Bưởi thì sao? Còn một bưởi thì sao? Thì bưởi tương lai thành mướp. Ờ, rồi sao nữa? Bức tường là vĩnh cửu. Bức tường là vĩnh cửu phải không? Thì mình ngủ mình nằm sắp đi rồi mình thấy bức tường không? Trời ơi, rành quá ha. Mấy mối tình rồi? Em từ đó tới giờ 2 mối tình. Trước giờ là ăn bưởi hay là ăn bức tường? Bưởi cũng có, bức tường cũng có. Thấy mướp chưa? Chưa. Mới 23 tuổi sao thấy mướp được? Chừng nào mới có mướp? Vậy là đã từng ăn hết rồi ạ? Kìa, đó, bạn gái hỏi kìa. Bụi cũng ăn rồi luôn hả? Không có bạn ơi. Tại hồi nãy mình nghe bạn nói là bụi cũng ăn rồi mà tường cũng ăn rồi. Ý mình là cái vóc dáng á, bạn nữ hai mối tình của mình là dạng mướp cũng có mà dạng tường cũng có. Dạng bưởi cũng có mà dạng tường cũng có. Chứ không có. Ủa sao đây nói chuyện trái cây không vậy ta? Là hai mối tình đó hả? Rồi lý do sao chia tay? Chị không mối tình nào. Thì mối tình nào mà em thấy sâu đậm nhất á? Bưởi hay là mướp gì đó, là tường gì đó? Mối tình sâu đậm nhất thì một năm. Lý do chia tay là tại Thằng bạn em nó cướp. Thằng bạn em nó cướp. Cái bữa sinh nhật đó thì em không có dự được, em không có tổ chức được. Thì em mới nhờ thằng bạn em nó tổ chức. Nhưng mà nó không lấy danh nghĩa em mà nó lấy danh nghĩa nó. Đúng luôn, thì nuôi ông ta áo rồi. Chăm sóc luôn à, sinh cướp nhật luôn. Bạn gái mình mà mình không đi tổ chức rồi mình đi nhờ thằng bạn tổ tại chức. Tại bữa đó là thi cuối kỳ, thi cuối tổ kỳ. Chức, thì bây giờ em bận em nói bạn gái em mà đợi anh thi xong về mình tổ chức. Hoặc em tổ chức trước khi em đi thi. Ai đâu rảnh quá, thời khắc quan trọng mà nhờ thằng bạn vô hốt ổ giùm. Là em ghim luôn thằng bạn đó tới giờ luôn đó, đúng không? À, dạ đúng rồi. Đó là mối tình đó, đó rồi ôm hận bao lâu? Cũng lâu rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gáo cũng được. Cao gáo cũng được. Lùn hay ốm gì mập cũng được. Em không quan trọng. Quan trọng là chân thành. Lùn ốm gì cũng được hả? Miễn trái cây tốt được hả? Thường cũng được mà đâu cần trái cây đâu anh. Cái điều em ghét nhất ở người bạn gái là cái gì? Không thích nhất đó là bạn gái dữ. Mối tình sâu đậm của em á, quen năm trời có làm gì? Thì ôm hôn hết nắm tay. Em có men không? Chị kiểm tra không? Trời, chị kiểm tra chị, trời, chị kiểm tra không? Chị hỏi cho chị biết, chị giới thiệu cho bạn gái thôi. Chị kiểm tra em chi? Em đâu có thích mướp. Men chắc không? Dạ. Sao tay con trai gì đâu mà nhỏ xíu vậy, rồi đeo nhẫn rồi vô chi nữa vậy? Sao đeo nhẫn ở ngón cái chi vậy? Tay giống tay gái quá à. Dạ đúng rồi, ai cũng nói đó. Vậy hả? À, đeo nhẫn ha, mặc áo cam ha, cẩm hường ha. Ăn nói gì nhẹ nhàng quá. Hiền mà. Phải không?
Sao tôi nghi lắm đó ông ơi. Trời ơi, chút em qua em coi em kiểm tra nha em. Dạ. Nha, chứ chị thấy cũng hơi hoang mang rồi đó. Em á là em muốn lấy vợ liền không? Em có một cái học bổng đi du học nước ngoài. Đi học mấy năm? Nói lớn lớn bên đây nghe chứ coi, nói nhỏ nhẹ quá. Em có học bổng đi du học nước ngoài, học ở bên bển 4 năm là ra tiến sĩ, học ở Hàn Quốc. Dự định của em á là cưới và đem bản qua Hàn Quốc luôn, sống chung luôn. À, định cư ở Hàn Quốc. Tức là cưới trước khi đi học tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Tốt. Sao bạn gái, ý bạn sao? Nếu như mà hợp thì em sao cũng được hết. Mấy chuyện này em dễ dãi lắm anh. Mấy chuyện đó dễ dãi lắm hả? Em tưởng tượng cái người bạn đời của em sẽ là người như thế nào? Hồi đó em tưởng tượng là bạn nam mà trước tiên là phải cao. Dạ hồi đó tiêu chuẩn của em là phải cao hơn anh em lần. Anh em 1m87 á. Trời đất ơi, hai đầu cao dữ vậy. Dạ nhưng mà tại em nghĩ là em thấy thôi bây giờ mình tại tiêu chuẩn mình cao quá, em hạ xuống cỡ 1m7 đó được rồi. Tướng ngồi đậm đà một chút, tướng đứng phải thẳng. Dạ da ngăm đen, cười có duyên ạ, hơi có má lúm một xíu, hoặc là có râu quai nón, nhưng mà râu cỡ 3cm là được rồi, đừng có dài quá. Râu á hả? Râu dạ, cỡ 3cm hả? Dạ. Phải có râu quai nón nữa hả? Mới cạo rồi. Không có mọc đâu mà cạo thôi. Bây giờ cả thôi, thấy bên gì có dính vậy trời. Có 4D không? Cái mà bạn nói hồi nãy là người ta nhìn ngoài người ta bắt hình rong thôi. Đâm ra bạn mới ế thì em cũng vậy. Người ta cũng nhìn bề ngoài của em á. Người ta cảm thấy bé này nó dữ lắm. Vậy đó anh. Thôi nãy giờ vợ các bạn thôi chứ thật sự thấy bên đây một chàng trai cũng rất là dễ thương. Dạ. Mà hay nhất á là cưới vợ rồi đưa vợ qua bên Hàn Quốc đi trong học tiến sĩ luôn. Một cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong hai bên gặp nhau luôn nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ em với lại bạn ạ. Rồi chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, cô Cát Tường. Chào khán giả. Tôi là mẹ của cháu Hà My. Thực ra mà nói thì cháu ở nhà thì nói chung là ví dụ như cái gì không đúng là cô có vẻ như là cô ấy nóng tính cái là cô ấy phản bác ngay. Cô thấy rể tương lai của cô được không cô? Nói về cháu nó đây thì nói chung là tôi cũng thấy là hiền. Tính cách thì nói chung là tôi cũng thấy cũng rất là hợp với gia đình nhà tôi. Ý kiến của các cháu như thế nào thì đó là ở quyền các cháu là chính. Em đi với ai? Em đi với em của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể khán giả đây cũng như là gia đình của bên chị gái. Lúc đầu em vô hè em thấy chị cao là rất là xinh nữa. Chị tập võ, chị giống em. Em cũng có tập võ. Có gì về chị em mình tập chung. Có đồng minh rồi ha. Dạ. Chết rồi. Anh hai em thì đôi lúc thì có vẻ hơi con nít nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm tới người khác. Nếu mà chị là người biết lắng nghe thì em nghĩ là sẽ hợp với anh hai em. Anh hai em thì cũng rất là thích thú cưng. Hiện giờ là có nuôi một bé tên là bé Su mà anh hai em thương lắm. Anh hai em thương đến nỗi mà nhiều khi em tưởng là Su là em gái còn hơn là cái em nữa, chị hiểu không? Có hay ngủ chung với bé Su không? Hả? Nó tự ngủ với mình bạn ơi. Ôi trời, chị mà gặp bé Su một cái là chắc chị phải ghen với bé Su luôn á. Bé Su được cưng dữ lắm. Không, có khi mình thích á, sau này mình cưng nó bạn ấy phải ghen lại á. Lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội làm quen, tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, Su nào vậy? Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi, tưởng đâu. Em không phải người. Em thích chơi thú lắm hả? Cũng thích chơi chó mèo luôn hả? Dạ, thích nuôi chó mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nhúng, thú nào nhúng được anh? Không biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ kéo rào. Kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đó, hai bên kêu thú nhúng thú gì đó, nói chuyện đi. Xin mời. Để mình ngắm bạn xíu xem đã. Cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Những lúc cuối tuần thì tự tay làm mấy món ăn. Anh em nhưng mà bình thường bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Một tuần chắc cỡ 2-3 buổi. Em biểu diễn võ thuật cho anh coi, anh nể coi. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Làm cho đàn trai nể cái coi.
Vô mặt. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận như sao? Chị là dễ thương, đẹp, cao, có tự tin, có duyên. À, chị à. Gì vậy? Không gọi bạn cũng được. Chị đâu đây vậy trời? Không, chị trước đi rồi đó hồi. Chị, anh yêu em. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Coi 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 phim hoạt hình. Phim hoạt hình à? Được. Ở nhà mình cũng hay coi phim hoạt hình. Mình thích nhất phim Pokemon. Sắp tới Doraemon. Coi phim Pikachu gì đó. Đúng rồi. Đang tính kiếm người đi chung. Bình thường ở nhà thì giờ mình cũng có chơi game á. Không biết bạn có chơi game không hả? Bạn đánh Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu đàng hoàng. Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi á, mình coi hẹn họ đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì. Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, tùm lum la. Dạ, cái đó là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Bình hả? Mới vô bình hả? Ông kia chủ động lên coi, mẹ lên coi. Làm gì ông xỉu luôn hay sao? Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Nếu... trong cứng... trong ngoài cứng trong mềm đúng không? Thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, nhưng mà bên trong thì nó mọng nước. Em run không biết nói gì. Chắc tình yêu đến từ ánh mắt đi. Trời ơi, em thích làm gì, em thích gì đâu, em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Mình thường hay nếu rảnh thì đi cà mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò. Thì bạn bên ấy có chịu không? Thì mấy chuyện này mình dễ dãi lắm. Tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá, bạn có thể nói ừ hôm đó mình bận, mình không tổ chức được, không sao hết. Không có cần nhờ thằng bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nọ người kia. Hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm là cái đó không được không, nha. Không, cái đó tự nhiên mình phải nhắn rồi chứ. Bị lận ghi mình lận. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh. Mình qua bển trước cỡ nửa năm, mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn. Sao ra nghe, sao ra nghe. Bây giờ nói sao cho người ta mới đi theo chứ trời ơi. Bây giờ phải tỏ tình. Bạn biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Rung quá nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Cắn lưỡi luôn à. Giờ tiếng... Thật ra thì giờ tim mình nó đang đập rất là nhanh. Không biết nói gì. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em? Đúng hình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À đúng hình mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi điều gì chưa? Thì nãy giờ đang đập chứ đâu có ngừng đập đâu chị. Nó đập có thay đổi khác thường không? Có. Nó rộn ràng hơn. Nó rộn ràng đúng không? Thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Nãy giờ bẻ muốn gãi cái tay rồi ha. Em nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình cần một sự tin tưởng. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu. Không hiểu thì cứ hỏi chứ đừng hiểu sai. Tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu khi đã yêu. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Bấm tay. Mới đếm tới 2, hai đứa bấm hết trơn vậy? Thì tim bảo thì bấm thôi. Đây bạn nói cái gì với mẹ của bạn đi. Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Con nhớ tên em ấy không? Tên gì? Tên Phi. Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Xạo dễ sợ. Xạo cháu trở. Xin mẹ hôn em một cái đi. Con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi, chưa có gật đầu chứ. Làm nhanh vậy. Hỏi lại coi. Bạn hả?
má hay bác, thích kêu má nữa. Trời ơi, mạnh mẽ lên. Má có thể gọi Hùng Mi được. Thôi ơi, má có thể Hùng Mi được. Được lắm má. Gật đầu đi cô. Tôi cũng nhất trí cho các cháu hẹn hò. Nhất trí. Đó là vậy không? Trời ơi. Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phố ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn rồi, suy nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ nha. Bên kia có mối tình 8 tháng, mình có mấy mối tình? Dạ, em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 gì anh. Thôi đó thôi. Ủa sao em có thiệt luôn vậy đó hả? Có thiệt nó giỡn vậy bạn? Đúng không? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Em là Lan Phương, năm nay em 30 tuổi, đang công tác và làm việc tại Đồng Nai. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Bình ạ. Rồi, còn bạn? Em tên đầy đủ là Bùi Xuân Kỳ, quê gốc của em ở ngoài Thanh Hóa, nhưng mà gia đình em đã chuyển vào Đồng Nai sống được hơn 10 năm rồi. Làm việc ở Đồng Em Nai làm việc ở Đồng Nai luôn. Em là nhân viên vận hành xe nâng và trực tiếp kêu lên xuất nhập hàng luôn anh. Nói bạn nữ nói làm công việc gì chị chưa có. Dạ em làm nhân viên văn phòng. Ủa Đồng Nai mà ở khúc nào? Đồng Nai rộng lắm. Em ở Trảng Bom. Trảng Bom, bạn trai ở đâu? Dạ em ở Long Thành chị ơi. Rồi, Trảng Bom Long Thành cũng gần mà. Cái sở thích của mình là gì bạn nữ? Thích hát. Thích hát. Rồi, mở màn ngày hôm nay cho nó xôm tụ lên một xíu. Rồi bạn nữ. Em hát bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Hát thì giọng rất là ấm, rất rồi, là bạn hay. Nam hát luôn. Rất hay. Đáp từ liền. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em, riêng chờ đợi anh. Một sự mở màn rất là ngọt ngào như những giai điệu của những bản tình ca. Lam Phương, bạn dạ. Đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 6 năm. Dạ, em quen nhau 8 tháng. Lúc đó em mới 24 và tới giờ 6 năm luôn. Dạ. Hay là mình có đặt ra cái chuẩn như thế nào sao? Có dạ, khó cũng, tìm quá. Cũng không vậy. Tại vì do em sáng đi làm tối về nên em cũng không có thời gian để tiếp xúc với nhiều người. Nên là em vẫn chưa quen được ai. Bây giờ em đã muốn thật sự muốn lập gia đình chưa? Dạ có, muốn rồi mới lên đây chị. Tại vì là lâu nay là không có đối tượng nên là không có dành thời gian thôi chị. Rồi, và điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mạnh thì... Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn suy nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ nha. Bên kia có mối tình 8 tháng, mình có mấy mối tình? Dạ, em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 gì anh. Thôi đó coi. Ủa cho em có thiệt luôn vậy đó hả? Có thiệt nó giỡn vậy bạn? Đúng không? Nói kinh nghiệm thì em cũng không dám, nhưng mà cũng chúc chúc anh ơi. Chúc chúc anh. Dạ, mối tình đầu tiên của em là dài nhất. Bao nhiêu năm? Được 2 năm. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Tại khả năng lúc đó chắc có lẽ là em cũng còn hơi nhỏ, chưa có suy nghĩ được đến cái vấn đề lập gia đình cái lúc đó. Còn giờ suy nghĩ là lập gia đình được rồi đúng không? Dạ, mạnh luôn nha anh. Lấy liền không? Lấy liền anh. Mấy tháng? Được cả 3 tháng làm luôn. Trời. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 được, tháng luôn, được luôn. Dạ, chuẩn bị rồi chị Cát Tường ơi. Em là cái người mà gọi là tự lập từ nhỏ. Nhà cửa thì em cũng có rồi. Công việc thì em thì cũng gọi như là ổn định thì cũng chưa ấy, nhưng mà cũng gọi là tạm rồi chị. Ừ. Nói chung lấy vợ được, ok ạ. Rồi, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái ngoại hình dễ nhìn rồi chiều cao từ 1m53 đổ lên là được. Chỉ cần bạn gái là biết nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình và biết chia sẻ là được. Đơn giản vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn trai có mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hay có tật xấu gì không bạn? Dạ, ưu điểm của em cũng khoảng vài chục chị ạ. Như là em tự lập từ nhỏ, rồi thứ hai là em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì cũng nhiều lắm. Cũng biết nhậu, cũng có hút thuốc, lâu lâu hay cằn nhằn. Tại cái công việc của em nó hơi bị áp lực. Nãy giờ hết rung cho em. Nghĩ ra cái ưu điểm gì của mình chưa?
Ủa tôi qua tôi sao kỳ vậy? Cổ rung quá, cổ hiền lắm. Trời ơi, chồng em dễ thương quá, rung cái gì? Dạ. Bắt tay coi. Dạ. Trời ơi, tay lạnh ngắt à coi. Đâu có gì đâu đúng. Ngoài tưởng tượng của anh nãy giờ là em hiểu anh nói gì rồi ha. Dạ dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hơi nóng tính. Người đẹp nóng tính, không có đề gì cả. Dạ. Gì nữa? Em không có thích kiểu mà hay cằn nhằn này kia đâu. Ô kiểu cằn nhằn. Bên kia cằn nhằn đó, bớt đi nha. Bớt đi em ơi nha. Dạ. Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Biết nấu ăn, bên kia cũng nấu. Hai người dành nấu người... Không ai ăn. Em nhường anh nấu. Rồi gì nữa? Mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì cao 1m65 đổ lên. Bên kia nghi mắt sao nhiêu, bên đó nhiêu? Yếu rồi anh ơi. Yếu. Bên học cũng yếu. Bên học yếu rồi, yếu gì nữa. Qua cái đó đi. Nhưng mà em không thích hút thuốc, mà anh kia hút thuốc. À, anh hút thuốc thì thực sự ở nhà thì không có hút, nhưng mà đi làm hoặc là lâu lâu uống cà phê với bạn thì có hút. Cái đó có thể bỏ được. Không có thích gia trưởng, quan tâm chia sẻ là được rồi. Vậy thôi ha. Dạ. Thôi anh thấy được á. Dạ. Được, cưới liền, không chỉ 3 tháng, tháng làm luôn. Dạ. Để coi bà mối qua coi. Tôi khó lắm mà, đâu có giỡn. Chào chị. Trời ơi, được, đây không, bên đây cũng được, ngon lành. Nhưng mà sao mạnh miệng dữ vậy đó hả? 3 tháng được là cưới luôn. Dạ, được cưới luôn, tại vì mẹ em nói rồi, tháng năm 2017 là không có vợ hoặc là không có người yêu dẫn về cho mẹ thì ra đảo ạ. Ra đảo ạ? Mẹ em chọn em ba quần đảo rồi, tự chọn. Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc. Em muốn chọn nơi nào thì chọn. Em chọn nơi nào? Em thì để hết năm 17 đó em mới chọn được chị. Mình có coi tuổi coi tác gì không? Dạ không. Giờ thích đẻ mấy đứa con nè? Con thì cứ càng nhiều càng tốt rồi chị. Nổi không? Cố gắng hết sức anh. Bây giờ 3 tháng đám cưới đúng không? Dạ. Bây giờ tôi bàn nha. 3 tháng được là cưới luôn rồi. 3 tháng được cưới luôn. Xính lễ gì chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Xong hết rồi chị. Được, cặp này sáng sủa. Chỉ tiền mua về thôi. Được đó em. Được sao quá đi chứ trời ơi. Rất được. Cặp này được à? Mình bây giờ là với người, mình hỏi với người thân xem. Dạ, em có đi với em trai với mấy bạn đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này cũng trầm ổn, chắc cũng bản lĩnh. Thì giống như chị nói lúc nãy á, tính chị thật ra đúng không thích cằn nhằn. Nếu anh có thể sửa được thì anh chị có thể tiến với nhau được thì quá tốt. Không, anh sẽ cố gắng, tại vì anh nói là đôi khi thôi. Đôi khi cái công việc của anh nó bị nhiều, nó áp lực nhiều quá, nó bị chết. Còn bình thường thì ok. Anh hứa là anh sẽ không có cào nhào, bớt cào nhào. Còn hứa với em nói gì nữa, lo cho em nữa được. Em có chứ. Dạ, nếu mà em cần cái gì thì dạ, cái đó anh thì sẽ... anh hứa với chị em được rồi, còn riêng em thì biết nhậu là được rồi ạ. Trời đất ơi, đưa gì trò kiếm bạn nhậu rồi đó hả? Hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với một anh bạn thân. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào chương trình. Nói chung là anh là cũng là người bạn và người anh thân thiết của em Kỳ. Gia đình rất là thoáng. Riêng về nhận xét của anh về em Kỳ, rất đàn ông và bản lĩnh, siêng năng làm việc và biết chia sẻ công việc với người phụ nữ. Mong muốn là hai người có một cái cơ hội tốt để đến với nhau. Rồi, ok. Được á. Bây giờ kéo màn lên đi. Khí thế lên coi. Rồi bây giờ hợp nhau nữa là tiến tới hôn nhân luôn. Bắt đầu 3 tháng. 3 tháng nha cưng. Anh có bó hoa với món quà nhỏ tặng chị. Dạ, cảm ơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó mình sẽ nói cảm nhận về những gì mình suy nghĩ về đối phương. Anh cảm nhận em là người rất là xinh, cười rất là tươi nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em trắng, rất là xinh. Dạ. Không lẽ đen. Nếu mà bình thường mình đến được với nhau á, thì khoảng được bao nhiêu tháng em có thể kết hôn được? Dạ, thì nếu như mà hợp nhau thì càng nhanh càng tốt. Theo như em nghĩ thì chắc thời gian là cỡ 6 tháng đến 1 năm. Ok. Dạ. Ba được không? Dạ. Thì cũng được á. Dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu có vấn đề gì với em không? Tại vì em thì em cũng xa quê, cho nên là em muốn ở làm dâu thì em cũng được ok. Tại vì á, nếu mà có cái chuyện gì hay là này kia mà làm dâu mà nó khó khăn á thì em cứ chia sẻ với anh. Anh cũng là người rất thích là chia sẻ và mình nên ngồi nói chuyện với nhau để mình gỡ những cái khúc mắc ra. Em gái đó, em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ được. Được phải không? Dạ. Có sao xuyến, có rung động gì chưa? Chị hỏi khó quá. Hỏi thiệt mà. Để tôi biết đường của tính chuyện hôn nhân nè. Dạ có. Có, thấy chưa? Cô nha, phải nói ép cô vậy cô mới trả lời. Bây giờ tính vô chuyện hẹn hò đi. Tảng bom với lại Long Thành mình đưa đón sao mình hẹn hò sao, đưa ra kế hoạch luôn đi. Thì công việc của anh thì cũng là có đi ca. Thì cố gắng anh sẽ sắp xếp lên nhiều nhất, một tầng thì 2 lần. Em ok thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lên nhiều. Đứng lên, đứng lên. Em muốn 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Nắm tay cổ đi, nắm tay cổ đi. Nắm tay cổ đi. Xin phép gì đó.
nắm hai tay đằng bằng hai tay hai bên, nhìn vô bắt tay vậy đó, nhìn vô mắt cổ nắm hai tay rồi em thấy về đội của anh sẽ cho em một cái niềm tin và một cái dựa dẫm vững chắc. Đội gì? Đi thi đấu gì hả? Dạ, để đâu nghe đi thi đấu luôn. Có đội gì đấy đó. Em về cái chuyện tình em cũng khó nói. Hát. Dạ em cầm tay em quên hết rồi. Em không hát được. Thôi được rồi anh. Anh Việt Linh đó, em ngại. Giờ muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Tạo điều kiện như vậy không chịu. Dạ. Anh này dở thiệt luôn á. Trời ơi, đổ mồ hôi chân à. Em hồi hộp. Thôi bây giờ nói một câu đàng hoàng, thật tình cảm, cảm xúc của mình. Em cho phép anh được đưa đón cũng như là quan tâm em mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ rồi đi. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi vào vấn đề. Còn bạn gái, bạn thấy sao? Em cũng thấy anh cũng được, cho nên là mình nghĩ là cho nhau một cơ hội. Có hung chưa? Dạ hung rồi. Hung rồi hả? Mà lâu quá quên rồi. Giờ nhớ nụ hôn không? Quên không? Họ nhắc lại nha. Rồi. Ok. Đặt tay vào nút bấm đi. Tôi đang đối diện với bà con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, khán giả, cả triệu người đang theo dõi các bạn. Bấm nút là chúng đồng ý quen với nhau. Một, quyết định. 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao chậm vậy? Giật mình. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Rung quá cái nút nó. Rung quá tìm, không ra cái nút hả? Trời, cô gái dễ thương quá à. Nắm tay cổ đi, cổ rung lắm. Hình như cái rung động đầu đời đấy. Dạ. Đúng không? Đúng không? Rung quá gì? Hùng gái đi cho đỡ rung đi. Sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn không? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Như phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Huyền Linh. Đẹp hơn chú Huyền Linh. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Chào chú Huyền Linh. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nào. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Trí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai. Và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Huyền Linh, chào dì Cát Tường. Chào con. Chào anh bên kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, là mình làm việc trên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh về điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm người đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái nói đăng ký đi, em cũng thích coi, rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ nếu chọn ở bên kia mà đúng đối tượng đó rồi mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. Khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, bạn giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao. Tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi thẳng tính và nóng tính chút xíu. Nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đâu, mình điểm mạnh ca hát rồi mình ca thử một khúc, một đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em cũng muốn gửi một ca khúc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Dạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận.
phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Mến man bên tràn thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sơn, mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy, sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam, với cát đá xi măng là chính, cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị, cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 2 mối tình chính thức. Và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có nhưng nhiều. Mình có tìm ra được cái nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp, và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á, cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay, tại vì quen nhau rất là khó mà bỏ nhau còn đó là chuyện khó hơn. Cho nên là em muốn mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tính hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Mặt dạ. Rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai. Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm. Mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Dạ. Kiếm trên 1m7 đúng rồi. Dạ, đừng có da trưởng, đừng có hay nói dối, với lại không có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Trời, cái câu tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, bạn coi cái đoạn nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bằng tay ra coi. Hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt à. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi cao mét mấy? Dạ 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi. Mới hỏi có nhiêu đó, để về hỏi nữa. Tại nghe cái dụng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Huyền Linh. Đẹp không chú Huyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Huyền Linh không? Biết tính chú Huyền Linh là sao không? Dạ chưa. Ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì hả người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng? Nhiều chuyện thì cũng có. Có, chắc định. Rồi về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi, tại vì em 1m8. Anh đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ em không đòi hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đâu. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chuyện nào tiến tới bạn, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. Vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lỡ có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Huyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Để hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Ta nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ồ, chào con. Dạ. Rồi dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình, bạn muốn hẹn hò. Biết mẹ có gửi gắm yêu cầu gì bà không? Bà có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á, là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Nào dễ thương như vậy. Dễ thương quá. Được rồi. À, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không?
Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ồ, đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương. Rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu. Nhưng mà thật sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc, nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười tươi lên. Hai người này mặt buồn quá. Một cô gái nha, cười liền nha bạn trai. Rồi, 2, 3, cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là truyền cảm. Đối với công việc thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chơi ở nhà và làm những công việc buổi tối. Để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương. Rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ cái đó em chỉ được. Ừ, chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm, với lại anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình. Thí dụ như là một cái sự kiện, một việc gì đó cần phải có một quyết định. Thì người đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với anh là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không? Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Thôi giờ thử rồi nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi giờ em không chịu đâu. Thôi sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi. Chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Nói một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Cặp này xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Rất là thiếu biết bán chị, với lại hay do dự lắm mà. Nên là em mong muốn kiếm, đừng kiếm một bạn nam cũng như là biết bán để có gì bạn sẽ quyết thêm phụ chọn gì em đúng không? Hay anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất. Em quen mà anh hỏi em Dương Linh chắc ai nhiều. Chứ... Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bạn. Xin chào mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ cùng tham gia chương trình. Chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Biên, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tim Sen và hiện tại em đang là chuyên viên kế toán tại công ty này. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ em ở quận Hóc Môn anh. Quận luôn hả? Đúng rồi, em tự phong luôn. Dạ. Em tự phong mà. Được, từ từ cũng tới quận à. Dạ. Rồi. Ở đó với ai? Dạ em ở với gia đình bố mẹ của em à. Mời bạn gái. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay và em xin chào bạn nam ạ. À. Em tên đầy đủ là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước nhưng mà hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính và em đang ở Thủ Đức. Thủ Đức với Hóc Môn thì có vẻ cũng xa xa. À cũng xa ha. Em ơi, anh có thành tích từ đi từ Hóc Môn xuống Thủ Đức khoảng 40 phút đó em. Em nói chung cái vấn đề em không lo. Đã nói kế toán là chi ly lắm nè ha.
Em hả? Em nói chung cũng chia ly những vấn đề nào chính đáng thôi. Còn chú em vẫn thoải mái. Nói chung giờ cuộc sống mình làm phải tận hưởng anh ơi. Hay quá. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em nói chung là em tự nhận xét em là một người vui vẻ hòa đồng, rất là nhanh chóng hòa nhập với những môi trường mới. Em yêu thích ca hát, nhưng mà mặc dù em hát rất là dở, em có thể hát mọi lúc mọi nơi, lúc đi đường, trời nắng trời mưa, hay là trong những lúc đi tắm hay đi toilet luôn. Đó là những vấn đề rất là nhạy cảm. Giờ em đang tưởng tượng đang tắm em hát đi. Em hát bài Chậm Lại Một Phút. Anh vẫn sẽ giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên em ngày vui, niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say, con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dìu ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao anh muốn nói, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là anh, đặt tay lên tim nhé em, cho gần nhau thêm. Rất là phong cách ca sĩ. Dạ, nói chung không phải phong cách ca sĩ hay không, nhưng mà thường trong những cái đám cưới hội họp có em hết, có em hết. Em là nhân vật chính từ một bài cho đến nhiều bài liên khúc. Rồi quá hay luôn. Cảm nhận của em như thế nào khi mà nghe giọng hát của ảnh? Bạn nam có một giọng hát hay với lại ấm trầm ha. Rồi vậy còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì thật ra là em thấy em với bạn có cũng có nhiều điểm chung á chị, nhưng mà cũng vui vẻ hòa đồng với lại rất là dễ thích nghi với môi trường. Ngoài ra thì em cũng biết nấu ăn, như là cũng yêu ca hát giống bạn. Còn điểm yếu thì em là một người kiểu như là rất là thiếu quyết đoán chị, với lại hay do dự lắm, mà em lại luôn đặt vào cái tình thế là phải lựa chọn, nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thay mình, tự chọn như em đúng không? Với lại là em có một điểm nữa là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu, nhưng mà em ăn nhiều nhưng em không mập đâu chị, nên là em yếu hơi. Nên là em hy vọng là em tìm kiếm một bạn nam, bạn đó thì nói chung là phải có da có thịt hơn em. Wow. Em chỉ cần có hơi cái là em không ăn cũng mập. Anh thấy yêu chị không? Anh 80kg được không em? Hả? Anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m65 à. Hơi mập là hơi tròn tròn đúng không anh? Cái đó là mập là phong cách đó chị. Không sao đâu, mai mốt về cái là em dành ăn với ảnh rồi. Xong rồi em mập lên ảnh cũng đúng rồi. À, tình trường thì sao em? Tình trường thì em chỉ mới trải qua một mối tình, nhưng mà mối tình đó hồi còn sinh viên chị. Bao lâu rồi? Dạ, chắc đây cũng 2 năm. Vậy quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 5-6 tháng. Có 5-6 tháng à? Dạ. Bạn gái bên kia yêu mới có 5-6 tháng, tức là mối tình rất là nhẹ nhàng hết trôi qua. Còn em anh mấy mối tình rồi? Nhưng mà anh theo em, anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà anh hỏi em Quyền Linh chắc là nhiều. Trời, trước giờ là mọi người đều có quan điểm sai lầm về cái chuyện tình cảm của em, mặc dù mọi người nãy giờ thấy em rất là hoạt bát, ai cũng khi mà em tiếp xúc tới hay là ý định cưa cẩm như là bạn gái đó thì bạn gái đều tưởng ồ mày hay là bạn gì mà nói chuyện vậy mà không có người yêu là sao. Và thực chất em nói thẳng với mọi người luôn là em chưa trải qua mối tình nào. Lý do thì trước đó đi làm thì em, quan điểm của em là khi mà mình chưa đi làm, mình còn phụ thuộc vào gia đình, đi học thì mình tập trung cho mình học thôi, chứ mà định yêu đương này nọ thì nói chung nó cũng tốn khá nhiều thời gian cũng như là cái tiền bạc đó. Nói chung là những vấn đề liên quan đó, tại mình không tự chủ được mình. Giai đoạn sau khi đi làm thì em cũng cố gắng lắm, cũng cưa bạn này bạn kia, nhưng mà cuối cùng là do cái duyên chưa tới hay sao, nói chung là cũng chưa có hợp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân nào đó mà tại sao mình đi cưa hoài mà không được nữa chứ. Chắc tại mình lanh lợi quá hay là mình chém gió nhiều quá nên bạn nữ sợ. Đúng có thể. Nhưng mà trong tới em khẳng định với anh là tới đến thời điểm này á, là cái mối quan hệ nói chung em trước giờ quan điểm về tình yêu của em là phải gần như chắc chắn em mới quen biết, như là mối quan hệ xác định kết quả đàng hoàng, nghĩa là phải tiến tới hôn nhân hoặc những cái nào á lâu dài. Và em cũng đặt mục tiêu trong 28 này của em á là cuối năm lấy vợ. Rồi, dù giờ chưa có người yêu. Cuối năm nay lấy luôn hả? Giờ chưa có người yêu mà cuối năm nay lấy luôn hả? Dạ thì em đó là em đặt mục tiêu thôi. Khi mà mình gặp được người bạn nữ mà đồng điệu với mình á thì thời gian không quan trọng nữa. Đồng điệu. Em muốn tìm người bạn nữ như thế nào để tới cuối năm nay cưới nè? À, về ngoại hình thì em cũng không cần cao thấp hay như thế nào đâu, nhưng mà chủ yếu là bạn gái em không được gầy. Rồi cười. Cái thứ hai là về tính cách thì nói chung là phải biết vui vẻ hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hai tiêu chí mà em đề ra về cơ bản nhất về người bạn gái của em. Được rồi, để chị em nãy giờ anh nó nghe bên đây nói là mình ốm em rồi. Ốm là em cảm thấy còn quất kìa vô cái không thích người bạn gái ốm nữa. Anh này thiệt không, em nói gầy mà chị. Em vừa gầy vừa ốm luôn anh. Em bao nhiêu ký em? Chết rồi. Em là chưa bao giờ đạt tới ngưỡng 45, là chỉ kỷ lục cao nhất là 44 thôi anh. Nhưng mà anh yên tâm là em ăn nhiều lắm. Còn cái tiêu chí gì mình đưa ra? Em hỏi là anh bên kia có hút thuốc không anh?
À, nãy giờ mình chưa giới thiệu thêm, mình là một người thanh niên 30. Không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nhưng mà mình biết uống bia nha. Không có ăn chè, mập rồi, chỉ uống bia thôi. Có cái điều gì em ghét nhất ở người con trai không? Gia trưởng với lại bảo thủ, em cực kỳ không thích. Để tôi hỏi coi. Dạ em chào chị ạ. Có gia trưởng không? Dạ gia trưởng hay không thì em cũng không biết cái từ gia trưởng nó như nào, chắc em nghĩ là cũng không đến nỗi nào đâu. Gia trưởng là kiểu như cũng cho vợ mình làm này, không cho vợ mình làm kia, không cho giao tiếp bạn trai, không cho mặc đầm ngắn, không cho mặc kiểu dạng vậy. Sao nãy giờ này chị nói những điểm em thích, em thích người bạn gái mình là đầm ngắn thì sao, như thế nào chị? Thì lắm lắm á nha. Bây giờ là nói là cuối năm nay cưới đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi vậy mà. Em biết rồi, tự dạ, trả lời. Dạ thì nói chung là hiện tại công việc của em khá là ổn định rồi. Nói chung em cũng chưa chuẩn bị gì nhiều nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình ba người. Rồi. Cưới ba mẹ lo luôn. Nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp hứa giúp đỡ gì không? À nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á có một lời hứa đó, nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Tội gì trao giải thưởng vậy, là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam đúng kết là, luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết thì hứa. Bây giờ về phải làm sao mà thấy bắt chị ký vô chứ? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. Ai vậy hả? Không sao, không 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng bấm không? Bấm nút không. Là chia cho chị Linh 25 triệu nha. Chưa vậy phải cưới giống như chương trình có cái tivi đó, khi nào cưới nhau mới có tivi. Ủa vậy là khi đám cưới là chia cho chị Linh 25 triệu đúng không? Rồi anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì hết trơn. Trời ơi, em là quy bằng chỉ không chị ơi. Cái ý là cô gì chú bán là đi bằng chỉ không à, em quy định luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng á chị. Đông không bà con cô bác đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Dạ chắc bữa đó đeo vàng đỏ tay nha. Thôi được rồi tôi về. Đeo vàng đỏ tay nha. Phải bồi dưỡng ăn cho mập mập vô rồi đeo vàng nha. Thấy vàng nó khoái không? Được rồi, để anh qua anh xem coi thế nào nha. Cái gì nháy mắt em nha anh. Rồi ok. Ồ chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu. Dạ. Nhỏ con. Nhưng mà mặt xinh xắn được rồi. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai em kia em thấy yên tâm được chàng trai này không? Dạ. Nghe nói còn nếu như là tiếp xúc thì mình mới biết. Anh thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là anh lanh. Đúng rồi. Em nghĩ em làm dâu tốt không? Anh con trai út đó. Được không? Được. Rồi hả? Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và đồng nghiệp với lại bạn bè. À cho chị gặp mẹ em đi. Xin chào MC Quyền Linh, chị MC Cát Tường. Chào cô. Cùng tất cả các anh chị em, các cháu ngồi trong trường quay. Mình cũng là một fan hâm mộ của chương trình. Năm vừa rồi thì cũng nói vui với con thôi, bảo là nếu như mà ế quá con ạ thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi, nhờ MC Quyền Linh với Cát Tường làm mai cho mình. Mà hôm nay thì cũng được rồi, thì theo mẹ thấy bạn bên này thì lanh. Còn về cái vấn đề mà tình cảm thì cái này thì cũng là do hai cháu, tức là tụi con bây giờ lớn rồi và chúng ta tự nghe tiếng nói của con tim mình chứ cha mẹ cũng không thể mà nói được hay không được. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô, hay quá. Trai đi với ai? Dạ hôm nay tham gia chương trình thì em đi một lực lượng rất hùng hậu, cả nhà em đi, đồng nghiệp bạn bè luôn à. Có ba mẹ luôn. Dạ có ba mẹ anh chị. Hay em quá. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà mối Cát Tường. Dạ. Xinh đẹp duyên dáng. Dạ cháu cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là ba của cháu Biên, cũng là cán bộ nghỉ hưu được 5 năm nay rồi. Biên cũng được bố mẹ nuôi ăn học xong là thực hiện cái nghĩa vụ 18 tháng được rèn luyện trong quân đội về. Như vậy công việc gia đình tương đối đảm đang, biết nấu ăn các kiểu, tự giặt giũ quần áo, lau nhà cửa. Đấy là cái điểm mạnh. Về công việc thì như vậy là chắc là nhường cho, như vậy là anh giám đốc của công ty giáo viên sẽ nói về vấn đề công việc. Và lên đây là một cái duyên rồi thì hai con cố gắng tìm hiểu cho kỹ. Và cũng như lời con trai nói, cố gắng làm sao cuối năm hai bên gia đình có con dâu hiền, có rể thảo là điều mong muốn của gia đình chúng tôi. Cảm ơn chú. Nãy ba bác trai có nói đi với sếp. Dạ chào anh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Biên là đồng nghiệp, là cũng là nhân viên công ty chúng tôi thì hôm nay cũng được hơn một năm. Thì trong công ty chúng tôi có một đặc điểm công việc đó là phải trở thành một con người có chính trực và trách nhiệm trong công việc. Đó là đặc điểm nghề nghiệp và đương nhiên là Biên cũng là một người trong số đó. Là tính cách của Biên rất là vui. Biên là người truyền lửa, truyền năng lượng trong công ty chúng tôi rất là tốt. Trong công việc khi có mệt mỏi thì Biên cũng có cách để tạo cho đồng nghiệp vui vẻ hơn. Thì thông qua chương trình này cũng hy vọng Biên rằng là đầu năm thì có duyên
cuối năm thì có nợ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp tục những cái việc nãy giờ hai bạn còn suy nghĩ ha. Kéo màn lên. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, nhưng đây em cũng có cuốn sách nhỏ tặng anh. À, rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cứ nói chuyện nha, thoải mái đi. Cứ nhường em hỏi chứ. Dạ, anh thấy sao vậy? Thì nói chung là về ngoại hình cho anh thấy em là người cũng dễ nhìn. Tính tính tình thì nói chung là cũng thấy hợp với tuổi trẻ của anh. Nên ra cũng khá là thấy có vẻ có những điểm chung. Còn anh hơn em một tuổi. Mà chắc là anh nghĩ cái ấn tượng khi mà gặp anh lần đầu á thì nó phải già hơn 3-4 tuổi đúng không em? Không, già hơn 2 tuổi. À vậy hả? Vậy là em cũng buông cho anh. Hôm nay rung quá. Có gầy lắm không em? Dạ. Là có gầy quá không? Không, vậy là được rồi chứ chị. Vậy là vỗ béo được đúng không? Dạ đúng rồi, chắc em cao hơn 1m6 đúng không em? Dạ không tới anh. À sao nhìn em cao quá? Phải ốm mấy cái. À nhưng mà anh mập vậy em có thấy được không? Dạ em nghĩ là ốm lại chút xíu thì đẹp. Cổ thích người mập mà. Ủa mà nãy đúng rồi em dạ, nói chuyện có da có thịt chứ. Có da có thịt em là được rồi. Dạ. Bây giờ em bạn trai nói chuyện thì em thích nhất bạn trai ở điều gì? Dạ nói chung là cách nói chuyện của bạn là bạn khiến đối phương không cảm giác bị nhàm chán. Nói chung là bạn luôn có những cái sự hài hước trong câu nói của bạn. Còn bạn trai bây giờ em thích ở bạn gái điều gì nhất? Em thích nhiều quá. Thích gì? Em thích nhiều quá chị. Thích nhiều quá hả? Nhưng giờ hỏi ra mất cảm chết. Mà cái cảm nhận của em, cái linh cảm, thần linh mách bảo của em là cuối năm nay em có giật được cái giải 50 triệu. Xác suất khoảng bao nhiêu phần trăm? Không, cái chuyện duyên đến với nhau không phải vì tiền đâu chị. Cái đó là một câu chuyện vui thôi, nếu mà đến với nhau thì càng tốt. Thì đây cũng là chuyện vui thôi, theo em xác suất á. Xác suất nói chung hiện tại đến tính thời điểm này thì em nghĩ là phải 80% rồi. À, vậy hả? Không rồi, đấy. Yên tâm, có vốn. Bây giờ nói chơi vui chứ quan trọng là trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Các bạn đang đối diện với ba mẹ, với người thân, với hàng triệu khán giả trên truyền hình. Không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, mà chỉ bấm nút khi trái tim mình mách bảo. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, đây nha. Nắm tay đi các bạn. Tính cách của em hào sảng, kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Em trai có mối tình nào chưa? Cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em không à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? À, em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Trời. Mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ em có nhiều tài lẻ, ví dụ như hát múa, thiêu thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn dòng da trắng nè. Dạ còn khuyết điểm của em thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nhoi nhoi á. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ lại khá chín chắn, cũng cá tính. Nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Coi như là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên, em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm à. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều.
nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm lâu lâu nó cũng vui chứ bộ, nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ khác giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùng như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi trừu tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang à. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chị em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng kiểu như con trai chị, nên rất dễ thân với con trai, nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân, nên không cái là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi, thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ, phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao, là tại vì em cũng hấp. Cao nhiêu? 1m7 trở lên chị. 1m7 trở lên, bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức ấy. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới. Dạ em cũng thích giống vậy anh, tính em cũng hay bốc đồng lắm, em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, nãy giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hộp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm 1m71 đi. Ồ, chào em gái. Dạ. Nãy em nói đàn ông phải cao 1m7 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc vậy nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+, và môi trường nó chiếm 10%+, và tổng cộng là cái gen truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Can thiệp được ha. Quan trọng là cái tính tình thôi, trách nhiệm, yên tâm. Bây giờ anh thấy nãy giờ đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp rồi. Mày thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có mà anh. Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Đứng lên coi coi. Mày cao được 1m7? 1m7 hơn chị. Dạ em được 1m60 à. 1m60 à? Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết cho em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi.
Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vi ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ, cảm ơn. Bạn trai, mình có đi vai không em? Dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng á, thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng á, là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới. Một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương. Ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng quán bài á. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa á. Thôi đứng nói cô gái kìa, nói anh Chí. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhà của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ấy, ở nơi ấy, ở nơi ấy, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rắt lầy. Được á. Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình. Để nó bù vô chiều cao. Đây, tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cam cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi, bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu, muốn nói cùng anh. Ngồi đi em, bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi mạnh dạn lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh luôn. Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh, tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức. Bạn em nó dành kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính sao? Thì em hy vọng là anh cao. 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Dạ được, vậy là được rồi. Nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi, để mình coi mình có cái chuyện đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái, hai tay đàng hoàng phải bắt tay, đó.
Cảm nhận nhìn nhau 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó, 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bà. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Đấy. Đó, đó, mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Ê, đúng. Cao hơn em từ 1m65 trở lên. Có muối càng tốt. Nghĩ sao có muối thì em thích, 6 muối càng tốt. Ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định. Ba vòng ổn định. 90, 60, 90 ạ. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thí Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrand Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. À, dạ. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy tòa án trí tuệ, tòa án tư duy. Mà đối tượng của mình là... Dạ, các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Còn em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỳ thi thập trưởng vô tuyến điện tử ở 917 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền ngoan rồi... Hiền ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke. Nói chung là hát cũng được. Thích chứ? Hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ dạ. Cho con gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm. Vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói. Với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi nhạt. Em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say you do, 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 do gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thích thể thao. Ca hát. Ca hát luôn. Hát nữa. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá. Từng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ, nhưng đời không như mơ anh vẫn mong chờ. Vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả?
Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi, có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? À, khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. À, nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để câu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Để cho ba mẹ khó rồi rủ ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Mình có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm ạ. Thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi chứ không phải. À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có muối càng tốt. Có muối càng tốt. Dạ. Mấy muối cũng được. Miễn sao có muối thì em thích. 6 muối càng tốt. 6 muối càng tốt. Rồi 7-8 muối được không em? À, dạ được luôn. Miễn có muối là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có muối hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có muối không? Có muối không? 4 muối đó chị ạ. Hả? 4 muối. 4 muối hả? Ráng tập cho thêm 6 muối nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chị cao có thể 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn với vợ, không ăn chơi nhảy múa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng cô ấy muốn khi nào ạ? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao em biết? Em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Ừ. Hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong vậy đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi.
Hả? Dạ. Sinh đôi hả? Dạ, sinh đôi. Thôi, nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy. Chị chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngòi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho con kia thế nào? Chắc rất xinh thắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai không? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, đây có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không, cái chuyện đó thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói. Thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ, em kiểm có muối nào chưa. Rờ mần mần mờ, kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên, ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó chị. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À, dạ, thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ xài rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Vậy là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắt lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Thank you.
chuyện về quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó. Anh nghĩ là làm thế nào để cho mình tình yêu của mình được bền lâu. Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Em... cười qua vậy? Dạ em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật của cô ấy. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà đứng nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? À, nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tả nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Tài rồi giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hà. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau đó đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Ông người đứng em tiền móng có pha một tí hiện đại, đừng có nam tính như là nam anh. Mà thôi nam em. Em nghĩ là em rất toàn tập rồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em. Rồi chúng ta giới thiệu về mình. Em giới thiệu về mình trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nhật Trang. Em hiện là giáo viên cấp 2 của trường Chu Văn An quận 1. Em ở Thủ Đức. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26. 26 tuổi, dạy môn gì? Dạ em dạy văn. Dạy văn. Rồi bên kia mời giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Cường, sinh năm 1988. Hiện quê quán ở Bến Tre. Bạn làm nghề gì? Dạ em hiện nay là kỹ sư bên mảng viễn thông. Chúng ta trải qua mấy mối tình rồi bạn? Mối tình chính thức thì em chưa có, tại chủ yếu em mất hai mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ. Cũng lạ nha, trai giờ sao còn riêng nhiều quá nha. Bạn nữ thì sao? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba chị. Ba mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? Dạ cách đây khoảng gần 2 năm. Cái ưu điểm với khuyết điểm của mình là gì? Em nghĩ chắc là sống lạc quan,
vui vẻ, khá là hòa đồng. Tính tình em thì hơi thẳng thắn. Thế mình có cái tật xấu gì không? Thứ nhất á, là em ở đây cũng khá là lâu rồi nhưng mà em không có rành đường ở Sài Gòn. Rồi còn một điều nữa là nhiều khi á, do công việc của em á, khá là bận, khá là nhiều. Cho nên mẹ nói là em hay hơi lười chút xíu. Tại vì khoảng thời gian mà em rảnh, em được nghỉ ở nhà thì em thường hay dành cái thời gian đó, một là ngủ, hai là lên giường và đọc sách. Em có thể đọc sách hoặc lên giường nằm chơi trên giường từ sáng đến chiều. Vậy là không làm việc nhà luôn, mẹ làm hết? Dạ không, công việc nhà thì em làm. Ý là vậy khoảng là thời gian rồi. Rảnh rỗi. Mình rảnh rỗi, dạ. Mình có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Mỗi người tưởng em có thể là thân hình nó cân đối một tí. Bạn có thích mẫu người nó nhìn nó... Tóc hơi dài một tí. Tóc dài, rồi. Hiện đại hay là thích cổ truyền thống? Em thích người phụ nữ truyền thống nhưng có pha một tí hiện đại, chứ đừng có truyền thống quá. Rồi, mình có tiêu chuẩn giống ai hay là như thế nào không? Cái mẫu người lý tưởng của mình á. Em thích những mẫu người mà hiện hiện kiểu miền Tây chị. Như là Hoa Hậu Nam... Hoa Khôi Nam Em. Cũng ước mơ cũng gần quá ha. Cái đó là hình mẫu lý tưởng thôi anh. Còn hiện thực thì mình làm sao mà... Rồi, bây giờ em không thích gì ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là nam tính quá. Tính kiểu như tomboy quá. Với lại ăn mặc thì kiểu lè lẹt quá. Nghe bạn nam chia sẻ vậy thì bạn nữ cảm thấy như thế nào? Mình có đúng cái tiêu chuẩn bạn nam đưa ra không? Em nghĩ là em rớt toàn tập rồi. Sao vậy? Thứ nhất em khá là nam tính, khá là hiện đại. Ảnh đâu, ảnh nó vừa truyền thống có chút hiện đại mà. Nhưng mà nghe thì chắc là cái truyền thống nó sẽ nghiêng nhiều hơn lại lên cái hiện đại. Nhưng mà cái đó chỉ là một trong những suy nghĩ của người ta thôi. Khi mà người ta gặp nhau thì hình như mọi thứ đó nó không là vấn đề gì cả. Đúng rồi. Trong tình yêu mà đôi khi mà mắt nhìn mắt mà tiếng sét nó đã có rồi thì bất chấp. Cái đó tiêu chuẩn tính tắc tham khảo thôi. Tham khảo thôi. Dạ. Đúng rồi. Bạn nữ có đặt cái tiêu chuẩn bạn nam như thế nào không? Em vốn dĩ là người đơn giản. Cho nên chiều cao chỉ cần cao hơn em. Về tính tình thì đơn giản người đó sống hòa nhập, đó là sống vui vẻ, hài hước. Người đàn ông thì lúc nào nên nói thì nói, lúc nào nên trầm thì trầm. Là người biết lo và quan tâm cho gia đình. Bạn thấy yêu cầu bạn gái bên kia có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm không? Dạ em thấy cũng cỡ hơn 50%, tại tính em cũng trầm lắm, chứ không có kiểu nói nhiều. Mình có điểm nào không thích ở người bạn trai không? Dạ thứ nhất là lộn thuộn. Thứ hai là gia trưởng. Em hai người mới chia sẻ với nhau, không áp đặt suy nghĩ của người khác cho nhau. Vậy thôi. Đơn có lượng hợp không? Cô nói cô đơn giản, tôi thấy không có đơn giản. Ngăn nắp chứ không lộn thộm, ở mình không. Ở sống này ngăn nắp gọn gàng. Có gia trưởng không? Dạ không, em dân miền Tây mà em dễ lắm. Cái gắn là không gia trưởng rồi. Nè vậy em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì dạo này hay quên, với lại cẩn thận quá, nhiều khi công việc nó chậm rồi tội toàn quá, nó không có công việc hay là sự nghiệp nó cũng không thành công lắm. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Đám cưới hay là hôn nhân thì tùy theo cái sự hiểu nhau giữa hai người thôi. Em không có quan trọng cái thời gian. Rồi được. Hỏi hết giùm em rồi đó nha, nghe hết rồi nha. Cô kêu ngồi nghe chắc say đắm nên hôm qua anh xem thế nào nha. Chào em. Chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói qua nói lại thì em là người cá tính đấy. Nhưng nếu gặp một ông chồng mà cái cá tính nó yếu hơn em thì em nghĩ sao? Dạ có thể là cũng tùy anh, bởi vì chia sẻ cho nhau chút xíu, bồi qua đáp lại chút xíu. Em mạnh mẽ thì người đó sẽ làm em dịu lại. Cô giáo đó. Anh giáo dạy văn hiền lắm á. Anh đi hỏi thì nói mà nãy giờ anh ngồi rung lắm. Giờ khoảng chừng nào cưới được nè? Em nghĩ chắc sẽ lâu. Tại sao vậy? Tại thấy có vẻ suy nghĩ nó chưa được hợp nhau lắm, cần thêm thời gian nữa. Nãy giờ em với anh nói em cảm nhận được bao nhiêu phần trăm là hợp với mình? Dạ chắc chưa được một nửa đâu anh. Chưa được một nửa luôn hả? Dạ. Biết đâu được mình gặp nhau, mình nhìn nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì sao? Dạ. Chờ tới lúc đó ta sẽ quyết định. Dạ. Bây giờ vậy, mình thăm dò thêm ý kiến của những người thân đi theo mình đi. Dạ. Này em có đi với ai không? Dạ em đi với anh họ của em và một người bạn của em nữa. Rồi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào bạn. Dạ em là anh họ của Trang. Với Trang nhà em á thì nhìn bề ngoài có vẻ là mạnh mẽ phá cách, nhưng mà em là một người rất là sống rất là tình cảm. Trang là chị cả, có một em trai nữa. Và việc trong gia đình á là thường là Trang quán xính mọi thứ. Từ nhỏ Trang đã lo lắng cho công việc của gia đình và chăm em nhà cửa là rất là chu đáo ạ. Vậy bạn nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Anh thấy anh trai bên này là rất được đó. Cùng ngành với anh rồi, anh thấy về tính cách là nhìn anh rất là hiền, cũng dễ thương. Cảm ơn. Vậy là đồng ý rồi đó. Bạn trai bạn đi với ai? Đi với hai người bạn đồng nghiệp.
Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Thì em là bạn của bạn Cường, tiểu học từ thời sinh viên, bây giờ cũng làm chung ngành, cũng chung chỗ luôn. Quen bạn từ lúc mà em chưa có người yêu, bây giờ có người yêu, có vợ, có con rồi. Mà anh vẫn vậy. Dạ. Trai, em kiểm tính giới tính của anh chưa? Dạ là nam tính chứ không phải nữ tính. Dạ. Rồi, bạn nhận xét bạn nữ bên này như thế nào? Thấy bạn cũng có tính chất là cá tính như hiện đại. Mặc dù bạn nói là bạn là nam tính thì nói chung là thấy đó cũng ok. Cảm ơn bạn. Cường, anh nói thế này Cường. Nhút nhát nhưng mà ngồi trước phụ nữ á, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên chút xíu ha. Dạ. Chứ hồi xưa mà anh chưa có người yêu, anh đi đâu người ta nói anh đê đê thôi. Giống anh đó. Rồi, bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Mạnh mẽ lên ha, Cường nha. Dạ. Rồi, chúc kéo mặt không. Lên. Kéo mặt lên. Nào. Đầu tiên gặp mặt. Nó lớn lên. Để cảm ơn. Cường nó lớn lên nha Cường. Dạ. Nay mặc áo tình nhân rồi ha. Khi mà em gặp mặt anh thì em có nhận xét như thế nào? Ban đầu em nghĩ là anh hơi kỹ tính, cẩn thận, chân thật, mẫu người truyền thống chút xíu. Thì hồi nãy anh có nghe em nói không biết làm việc nhà thì anh thấy em thì người phụ nữ quá hiện đại không? Dạ hiện đại đâu có nghĩa là không biết làm việc nhà đâu anh. Dạ, thì anh cũng thích làm việc nhà lắm. Với lại anh nói chuyện cũng không hay lắm cho nên nhiều cái nói nó không có rõ ràng lắm cho nên nên em có thể thấy không hợp. Dạ em dạy văn em có thể từ từ bồi dưỡng em. Nói chung là hiện nay anh bối rối, tay chân không biết để đâu. Cái tâm lý mà đúng không? Dạ. Tôi rất là bối rối, bây giờ nói nó không có tự tin. Tự tin lên. Bây giờ đầu tiên mình cảm nhận về người đối diện mình như thế nào? Đầu tiên anh thấy em thì có một cái gì đó là phù hợp với lại cái người phụ nữ anh đang tìm. Lại thẳng tính thì anh cũng thẳng tính, anh hay nói chuyện mà làm người khác không thích anh lắm. Khóc hoài vậy không biết nữa hả? Còn nghiệp nhút nhát mà, thôi thông cảm cho người ta, có anh đứng đây nè. Đừng lo, cho anh nói đi, thoải mái đi. Thì anh thấy là nếu mà có cơ hội hẹn hò hoặc có tiến tới cái xa hơn á thì anh nói chung là điểm tựa cho em và luôn luôn mà tạo cái niềm vui cho cuộc sống. Em gái? Dạ em nghĩ là quan điểm cá nhân hay là những điều mà mình suy nghĩ từ trước đến giờ nó chỉ là một định hướng thôi chứ nó không hẳn sẽ là con người mình sẽ chọn, cho nên em nghĩ cũng có thể nếu chúng ta không tiến đến xa hơn chúng ta có thể làm bạn. Ok không sao. Rồi. Hết thời gian. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Rồi đặt tay lên nút bấm đi bạn. Trên sóng truyền hình trước hàng triệu người theo dõi, người thân của mình, bà con, hàng xóm, họ đang chờ giây phút này. Những giây phút hết sức là nghiêm túc. Chỉ 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút là tiến xa hơn và tạo cho mình một cơ hội. Còn nếu không cảm giác trái tim nó rung động, không cảm giác hợp với nhau, chúng ta có thể không bấm nút. 1 2 3 mừng. Nào, tôi là người mừng đầu tiên. Tôi thấy bạn gái bấm nút là một cái niềm vui đối với chúng tôi. Tôi tưởng bạn gái. Dạ, em cũng tưởng vậy. Cũng tưởng vậy đúng dạ. Không? Nhưng bạn rất bản lĩnh. Cho dù tưởng vậy, nhưng mình vẫn cứ bấm. Hãy nắm tay bạn gái. Dạ, nắm tay. Sao xin? Nắm là nắm. Chứ anh không lấy tay sao? Hả? Đây gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Ha. Đây là một chàng trai rất là dễ thương thật sự. Bạn ấy rất là nhút nhát thôi chứ không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ rằng với một cô giáo dạy văn thì anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ anh ấy mạnh mẽ hơn. Bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và bạn nam. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ sau bức màn. Em tên là Trần Đăng Tùng. Hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh bên lĩnh vực báo giá. Báo giá tức là kiểm tra giá xong rồi báo cho khách hàng. Không, tức là em làm ở trong cảng cả Sài Gòn bên quận 2 bên Cát Lái á. Khi mà container nó vào nó có hư hỏng gì, em là người ghi lại cái hư hỏng đó. Còn nó không hư hỏng thì thôi đúng không? Nếu nó không hư hỏng thì thôi. Tức là khi người ta nhập hàng vào mình kiểm tra rồi mình báo thôi. Đơn giản như vậy. Mình bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28 tuổi. Quê ở đâu bạn?
Dạ em quê Thanh Hóa. Rồi, bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình. Em tên là Trần Thị Minh Trương ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên ngành về thiết bị vệ sinh. Quê em thì ở Quảng Nam ạ. Làm thiết bị vệ sinh hả? Những thiết bị trong nhà tắm hay nọ chị. Bếp, nhà tắm, dạ. Mình có những sở thích gì? Em thích nấu ăn. Sở trường của em là cắt bún gỏi và em nấu mì Quảng á chị. Tại đặc sản của quê em. Đúng rồi, Quảng Nam ha. Em cũng rất là thích đi du lịch. Đặc biệt là rất thích biển ạ. Em cũng mong muốn là sau này em với người yêu đi được nắm tay đi dạo biển. Trời ơi, lãng mạn quá. Sao bạn thích nắm tay đi dạo biển với bạn gái không? Dạ em cũng thích biển, cũng thích ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một người bạn thế nào? Thì bạn nữ là nhẹ nhàng, dễ thương, biết quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu có thể thì biết nấu ăn một chút thì tốt. Rồi, đúng. Bạn kia thích nấu ăn rồi đó. Biết nấu ăn ngon. Mình tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, bạn nam là cao từ 1m67 trở lên. Chung là gương mặt thì ưa nhìn, không mập không ốm. Bạn nam là phải biết tự lập, có chí cầu tiến, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn đó trai nghe rồi. Những cái tiêu chuẩn đó thì bạn cảm nhận mình được đạt được bao nhiêu phần trăm? Tự lập. Có tự lập. Có tự lập. Đúng rồi, bạn nói mình mà. Đúng rồi. Từ khi mà học phổ thông thì bắt buộc là phải tự lập nhiều rồi. Gì nữa? Tiêu chuẩn cao quá hả anh? Không có, mà là chỉ nghe nhớ được là có tự lập thôi, còn mấy cái tiêu chí kia là em cao 1m mấy? Chưa nghe hết. Đủ hết. Em cao 1m68. Dư được phân. Dư phân. Quan tâm đến người xung quanh, gia đình. Cái đó thì là em sống cũng tình cảm, nhưng mà có một cái nhược điểm là không biết thể hiện nó không hiện ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Mình giữ trong tâm thôi. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc. Tại vì em bị giỡn với cái mùi thuốc á, em không có thể ngồi bên đây không có thuốc. Dạ. Thứ hai nữa là phải gọn gàng, ví dụ như là đi làm phải quần áo là phải ủi, rồi tóc tai thì ví dụ râu đi dài thì phải cắt cạo đi. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có râu. Gọn gàng, quần áo ủi, tai sạch sẽ. Còn gì nữa không? Khi mà em nhìn á, ánh mắt đầu tiên của em nhìn em có cảm tình là được rồi ạ. Cũng đơn giản, mặc dù đưa ra nhiều tiêu chuẩn nhưng mà cái câu kết là khi nãy mình nhìn thấy được là được. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Thì em cũng là một người rất là tự lập, em rất là năng nổ và nhiệt tình. Em thích nghe nhạc và thích hát. Bây giờ em có thể hát một câu. Dạ được. Xa hơn dấu vết cõi tình đau thương mênh mông, qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịch mùng. Dán đôi tay ngoan đó yêu thương đàn về, và từ đây ta tự coi mê. Nghe dân Thanh Hóa hát nè, mời em. Sở thích của em là em thích nghe nhạc dân ca. Xin tặng mọi người một bài dân ca. Dân ca. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông giọng họ dễ thương. Thôi được rồi, đủ rồi. Quên mất rồi. Gì vậy trời? Bạn bên đây hơi là rung. Tôi nghĩ rằng cái cá tính hai người thì bạn bên kia bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, nhưng mà em có những khuyết điểm gì? Tính em cũng rất là thẳng và cũng hay nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so với bình thường. Còn mức độ mà nặng hơn, cao hơn á thì em sẽ không nói nữa, em ngừng im lặng và em bỏ đi ra ngoài. Em chào anh ạ. Mức độ lên cao nữa tôi làm căng thẳng lên nữa rồi sao? Không, lúc cao là em đã đi rồi là anh không làm được gì nữa đó. Kéo tôi là kéo lại luôn. Anh kéo em cũng im à. Tới mức là em im mà không ai làm được gì em nữa đâu. Được. Cô dạ. Rất là chững chạc. Dạ. Thường lắm. Hiền lắm. Cái này mới quan trọng nè. Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Ở Hà Tĩnh anh. Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Chuẩn bị xây, thiếu tiền xây, hùng vô xây. Gì vậy trời? Em thì em thích người rồi đó, gọi là mạnh mẽ một chút, làm em sợ. Làm em sợ làm chi? Có người chỉ bảo em thì em ngoan hơn. Anh này không biết chỉ bảo nên hỏi chỉ bảo được nha. Anh khoe là em hiền, em mới mua đất đúng không? Hay lắm, anh biết không à. Ủa nó chơi có thiệt hả? Có thiệt. Đất đâu vậy? Dạ có chín mà có mua tiền đất rồi có tiền là có tiền xây. Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Đó đừng có nghe lời Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Đủ. Cô từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng. Mình không thích cái điểm gì á người bạn gái? Lụm thụm. Lụm thụm tức là không gọn gàng.
Bên kia gọn gàng sạch sẽ, không ở dơ, yên tâm. Còn gì nữa? Không phải là cần là đẹp lắm nhưng mà nhìn được. Bên kia hơi bị được. Cái từ được thì nó rộng lắm. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Như ca sĩ Minh Hằng. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoáy mũi. Nghiến răng thì răng là... Ngủ hay là bình thường? Ngủ là ngủ á. Ngủ thôi, biết thôi. Nhưng cái chuyện ngoáy mũi là mất lịch sự lắm, đôi khi nói chuyện người ta cứ... Không. Em ngoáy khi mà có một mình em. À thì được. Thì ai thấy đâu. Chứ đừng có đứng trước mặt ta, về gặp bà già vợ cái... Ba sao giờ ba? Yên tâm, cô kiểu điều khiển được, tôi biết mà. Được không? Được rồi. Em có đi với ai không? Có, em đi với hai chú em. Chú ruột hả? Dạ. Tôi chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Tôi là và chú Viên này là chú ruột của cháu Tùng. Hôm nay thì cháu có nói là chú hôm nay chú đừng xuống cơ quan nữa. Chứ vì hỏi cháu là tại sao lại không xuống cơ quan nữa. Và hôm nay cháu có vợ rồi. Tôi có nói một cái là bờ mới hôm nay có vợ rồi thì chú cũng không đi làm nữa. Gia đình cháu thì cháu là con một. Bố năm nay đã về hưu vừa rồi. Thế bố mẹ thì cũng trông cho cháu là có vợ thôi. Chú thấy là cô bên này cũng được. Còn là làm sao các cháu sống với nhau mà phải có cái tình cảm. Thứ hai nữa là phải thương bố mẹ vì nhà cháu có mình cháu thôi. Chứ nếu không may mà lấy những cái cô mà cháu hiền quá đâm nhiều khi cô nó sai, mất lòng bố mẹ. Thế anh chú thấy cái này là quá tốt rồi. Bao nhiêu năm cháu vẫn bơ vơ một mình rồi. Còn nếu như cháu bây giờ mà cháu đồng ý thì cháu tổ chức cưới. Chú lo. Thì chú cho hết tiền bia. Hay quá. Ôi trời ơi, tốt quá. Chú cho hết tiền bia. Đất thì là tôi đã mua cho sẵn rồi. Cũng đang chuẩn bị nếu như cháu chỉ cần ưng. Ai là chú sẽ cho vay tiền làm nhà. Rồi, ngon luôn. Chú thấy thế là đẹp quá rồi. Rồi, cảm ơn chú. À, bạn em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu với lại những người bạn của em đó. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Lúc nãy bạn Trương có nói là bạn có nóng tính. Bạn nói nóng tính thì hơi bị quá. Là bạn thẳng tính thôi. Bề ngoài bạn thì bạn rất là sôi nổi. Nhưng mà là trong bản chất của người bạn á thì rất là sống rất là tình cảm, người thân trong gia đình quan tâm rất là nhiều. Bạn Tùng này thì hiền, thấy chăn chắc theo ý em thì hai bạn nên cho nhau cơ hội, nên bấm nút đi. Đó là những ý kiến rất là chân thành của những người thân của mình đó. Bây giờ phần còn lại đó là quyết định do của hai bạn. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Mình có 2 phút để nhìn thẳng vào mắt nhau bạn nha. Bây giờ bạn tưởng tượng người phụ nữ phía bên kia bức rèm như thế nào? Tưởng tượng đi. Không biết nói làm sao rồi. Không, cứ nói đại đi, tưởng tượng sao nói vậy? Cao. À, cao. Nghe giọng nói có vẻ thanh thanh. Không mập lắm. Ừ. Tóc dài hay ngắn? Nghe giọng nói mà biết tóc ngắn. Cao. Tóc ngắn. Trời. Hai ba nhào vô ôm hôn liền nha. Hay vậy ta. Bắt đầu. Chào anh. Trời, cậu chú với nhắc tuồng nó đem qua. Anh chờ tí em cũng có quà. Mừng ngày gặp mặt ạ. Cảm ơn em. Dạ. Quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Là em yêu chân thành và nghiêm túc. Thì mình nên thẳng thắn chia sẻ và là mình bộc lộ hết tất cả tính cách của mình ra như thế nào để đối phương hiểu được và biết được có chấp nhận được hay không. Đang tìm hiểu thì cái đối phương của mình có những cái đặc điểm hay là những cái tính mà bản chất mình không cảm thấy là không thích, thì lúc đó anh sẽ muốn cái đối phương của mình á sẽ thay đổi theo ý của mình, hay là anh lại học cách, bản thân anh sẽ học cách chấp nhận những cái tính đó. Tức là trao đổi để cả hai bên cùng thấy nó hợp lý là được, còn cứ không nhất thiết là phải theo một người nào đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Dạ, nói chung là em cảm thấy có nắng rồi. Bạn trai cảm nhận như thế nào? So với cái trí tưởng tượng của em thì cũng không khác nhiều lắm. Anh thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn ạ? Anh thích con gái tóc ngắn hơn. Dám nói tóc dài à? Em có muốn nói gì với hai chú trước khi mình quyết định không? Đầu tiên thì con gửi lời chào hai chú, nhưng mà về thời gian thì con nghĩ phải có tiếp xúc thì con mới hiểu hơn về cái gia đình mình hay là như thế nào, tại vì khác vùng miền á. Chú có nói trước mắt thì chú thấy các cháu là được rồi. Chú động viên các cháu. Về sau khó khăn như thế nào thì cũng có các chú ở đây cả. Chú quân đội và hiện tại bây giờ chú đang công tác ở bên quân đội. Tùng là lính của chú. Vừa là cháu mà cũng vừa là lính. Tùng thì nó rất ít nói. Cho nên cháu cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đấy. Chủ yếu làm sao các cháu cảm thấy hợp được. Từ nay đến cuối năm các cháu cảm thấy chỉ thông báo sớm một câu là chú gọi bố với mẹ vào thôi. Bây giờ bố mẹ ở có mình ngoài kia trông coi cả một cái gia tài ngoài kia. Không có ai cả. Dạ, cảm ơn chú. Rồi đó, ổn rồi đó. Thấy các chú quyết liệt lắm rồi đó. Vâng, quá vững chắc. Đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò đó là quyền quyết định của hai bạn. Sau 3 tiếng đếm. Chú là chú muốn có vợ lắm rồi đó.
3 2 1 hết thời gian. Chị cứ lo là em không bấm. Chú lo lắm, chú sợ không bấm mà. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi bạn. Đấy, mạnh mẽ lên. Người mình người lính mà, đúng không? Đây, gửi tặng hai bạn món quà của Sao Mắt Y5. Dạ, em trải qua được một mối tình hơn 3 năm. Tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Xin mời bạn nữ. Chào cưng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3, quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là Grab Food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm nha, như Bình Thủy nè. Bình em có nickname gì không? Dạ em có nickname là Bình Bò. Bình hả? Bình Bò hả? Ủa sao dạ. Lý do tên Bình Bò vậy em? Dạ tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3 kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con Bình Heo. Nhưng mà tại vì Bình Heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bò đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mọi người nói là cái nick dễ thương mà không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ mà không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không? Tự nhiên đổ uổng vậy. Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà đừng chị hỏi đổ nha. Phí lắm em ha. Đúng dạ. Rồi có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hấp thuốc ạ. Em là có tính chất bằng nữ, rất thích là thích dẫn bằng nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa em nhiều thích không? Lắm chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Mình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ em có nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm có, không? Có, thiệt luôn á. Dạ. Hẹn kia lên lần 3 kg đó. Dạ. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình rồi anh. Hơn 3 năm, tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao anh không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha. Nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt, tận hưởng không khí se lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa gì đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng chị, rồi. Thấy ai yêu nhau cũng đi Đà Lạt hết luôn vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam? Dạ thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ. Ủa giống nhau ta? Hai bên đều có mối tình 3 năm. Người nào nhau kéo rào qua hai bên nó ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không em chưa đi Đà Lạt ạ. Em đi núi Bà Đen nên chia tay ạ. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt liền. Thôi tới bạn muốn hẹn hò. Nắm tay. Yeah. À. Em, công việc của mình là Grab Food, là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi, thương quá. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh không hiểu bom hàng là gì. Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em. Đó, gọi điện tới. Giao tới em cái pizza nha. Trời ơi, nhà em địa chỉ đó đó. Đó, đó, đó. Xong giao tới. Chị bận rồi, chị bận rồi, chị bận rồi. Hoặc giao tới, thứ ba cái khách vừa gọi, không nghe máy. Thì bạn phải ôm cái bánh bánh pizza. Tả bánh đặt pizza lại cửa hàng. Ai nữa vô, anh mua trả tiền rồi, đem ra mà. Chết mồ không? Em chở em anh tới 5 chén chè sôi nước.
năm chén chè đậu, năm chén chè gọi là khoai môn, năm chén chè hạt sen, năm ly chè cốc tay. Em chở liền đi. Anh cũng đổi tên đi, cái gì mà anh đặt gà nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á thì em làm cái gì? Em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Tôi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy. Người ta làm mà ngành gì, ngành nói gì vui thôi. Ngành điện tự động tàu thủy à. Tại sao là cuối cùng em lại đi tại làm em này? Thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển. Hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó? Tự chọn ạ. Tự chọn rồi sao em không hợp? Tại hồi đó em chọn đại ạ. Sai lầm của bạn trẻ là học đại, thi đại rồi chọn đại đó. Tôi phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em là được rồi. Giống chị em sao? Chị em ngồi dưới á nè. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Xinh xắn quá trời. Coi coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. À chào em, cũng dễ thương. Nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao. Dư à, không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? À không hô không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên anh có dính hờ này không? Có đứa nó nói ba hờ nữa. Không hô không hói không hôi. Này có hai hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hổng hô, hổng hối. Mà còn thơm nè. Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi. Được rồi đúng không? Cái mẫu người lý tưởng mà gái của em là em nói rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng. Cũng như xinh sáng nhỏ nhắn xíu là được. Làn da sáng là sáng, sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là được. Không bên này đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, đàn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị đen sáng. Sáng. Em ơi ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ chỉ cần cái mặt sáng là được. Ừ có sáng. Em dạ. Không thích đàn ông cái điều ý. Gì vậy trời, anh Linh anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à. Ai đâu vô lễ em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không ghen thì người ta thương mình người ta mới ghen nên trời. Không là vấn đề gì ạ. Hơi hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính xíu. Em chịu đựng giỏi lắm ạ. Còn em không không thích gì ở người đàn ông? Dạ không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. Hay không thích gì? Có thả thính lung không? Tung, thính bay lung tung dạ. Là không thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là một một thôi. Mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng, mình có hay thích sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ một rồi. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. Anh nói rõ quan điểm hợp lý. Được. Tức rồi. Là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Ừ. Đúng mà đã yêu thì xác định chỉ một. Không, chị Hoàng ta đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Ừ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Hôm nay dạ mình... hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào Nam Thư. Dạ chào chị. Chào em trai. Và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền, cũng phù hợp với em. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai thế nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài một nhà. Khi hai ta chung một nhà,
khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì cho nó thiệt. Hai đứa này bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? À, anh gặp em, anh thấy em sao? Có giống trong tưởng tượng của anh không? À, là cũng như là nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em về cảm nhận cái... thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn hay là sao? Dạ, bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4, 5 giờ chiều mình về, rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ, vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1, 2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về xin về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể cùng anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu ở đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng. Mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm, kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em đúng dạ, không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi em, mỗi tháng em chi dành bao nhiêu phần trăm trở lại? Em Nhật. Hỏi gì Nhật? Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Dạ thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó. Nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng. Ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó phải nói với em biết, đặng em chi tiền. Còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 5-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 5-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ như mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó. Mang hóa đơn về cho tôi thì trả tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra rồi, là hồi nãy nha em giỡn anh thôi. Còn không, mấy cái thì cứ này là dậy đi, anh đừng có để bụng nha. Nó nói anh cũng muốn dậy mà. Dạ. Trời dạ ơi. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như nó tăng lên mấy lần rồi đó anh ơi. Tăng lên mấy lần rồi ha. Rồi em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy giữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không nhưng mà em cảm thấy cặp này hợp khủng khiếp. Ừ nhưng mà huấn luyện riết nó giữ hơn mình là mệt lắm á nha. Giờ mình nắm tay cái cho hết run được không? Dạ được. Điện tới liền. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Nắm hai tay bỏ cái túi kia xuống đi. Đưa đây chị cầm cho. Ừ. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Mai mốt về tiền bạc anh đưa hết, em cho nhiêu cho. Ừ. Mình thấy, anh thấy bạn, anh thấy em rất dễ thương hả? Hai em mình cùng cho nhau cơ hội nha. Nhìn mặt ta anh nói anh không nhìn em. Đúng rồi. Không có thiệt tình. Anh thấy em rất là dễ thương, hay anh với em cho nhau cơ hội cùng bóng nắm nha. Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà. Rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai thì rất là hiền. Ta bôm hoài là đúng rồi đó. Có thường gì quá. Học kinh nghiệm ở đây nha. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút hết bấm thời gian. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm. Để cho người khác bấm. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em. Đây quà của cưng nè. Đấy, cầm. Nắm tay nhau đi.
Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền, vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi. Ừ, chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không có, đôi khi là tạo cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị ha. Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à. Rồi, từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Hôn đi, hôn đi. Gì vậy? Trời ơi. Em mới đầu em nghe cái tên của bạn em cũng rất là tò mò rồi. Dạ, hồi đó thì em thích đọc truyện Quỳnh Giao á. Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít, bạn nữ nào cho công ty em cũng bừa bộn hết. Mời bạn nam. Mời đi bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên kia. Rồi, dạ. Em tên gì? À, em tên là Hồ Tiểu Đan, à, em đến từ Ninh Thuận. À, tên lạ mà đẹp quá ha. Dạ, em năm nay 18 cộng. Nghề nghiệp của em là thiết kế thời trang. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và người bạn bí mật bên kia bức màn. Em tên là Dương Quốc Thiệu, em vừa tròn 27 tuổi. Em rất là... Em sao? Em mới đầu em nghe cái tên của bạn, em cũng rất là tò mò là một người phụ nữ có cái tên rất đặc biệt như vậy. Ai đặt tên Tiểu Đan cho em vậy? Dạ mẹ em ạ. À, ba mẹ mà đặt chứ hỏi ai đâu. Chị ý là ba hay là mẹ, dù khi có ông nội ông ngoại gì đặt thì sao? Dạ hồi đó mẹ em thích đọc truyện Quỳnh Giao á. Đúng rồi. Nên là tiểu thuyết Quỳnh Giao xem. Đúng không? Dạ. Rồi bạn trai thắc mắc gì nữa không em? Em thắc mắc là bạn Tiểu Đan là chắc nhà cũng có Đại Đan, Trung Đan gì nữa phải không bạn? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà có Nhã Đan thôi ạ. À, Nhã Đan hả? Rồi, bạn giới thiệu chút xíu về nghề nghiệp của bạn. Hiện em đang làm kế toán tại công ty dược phẩm Khang Duy. Công ty có nhiều bạn gái không? Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít. Mình có tìm được ai không? Em thấy là không có hợp với mình. Mà em không hiểu tại sao bạn nữ nào cho công ty em cũng bừa bộn hết á. Thôi, nhớ nha, chê bạn nữ công ty nha. Dạ, nếu mà chương trình này mà bạn nữ nào có coi thì xin tha lỗi dùm cho Thiệu nha. Tại vì Thiệu chỉ nói sự thật. Trời ơi, mồi thêm câu nữa hay quá. Em có bề bộn không em? Dạ, có anh ạ. Trời, hợp đấy. Sở thích của em là bày bừa. Nhưng mà em bày bừa sạch sẽ ạ. Ủa, bày bừa sạch sẽ là bày bừa sao em? Tức là em thích bày ra xong rồi em cũng thích dọn lại ạ. Được á anh. Vậy là em hơn chị đó, chị được. Bày phải có người dọn. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em thích chạy xe ạ. Chạy đi đâu? Em thích địa điểm nào thì em sẽ đi cái địa điểm đó. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hơn một mối ạ. Kiểu cỡ 18 cộng vậy đó hả? Dạ, thực tế ra thì chỉ có một mối thôi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ cũng gần 3 năm. Tại sao chia tay biết không? Em cảm thấy mình chủ động cho mọi việc á. Cuối cùng em nhận thấy là không có phù hợp cho nên em chia tay. Bạn trai bên kia mình thấy mình là người thụ động hay là dạ, chủ động? Em là người tự động chị. Tự động em nghe rồi tự động em nói. Tôi thấy em, hai người này hợp á. Dạ em nghe bạn nói là bừa bộn nhưng mà bạn đó thêm một câu sau nữa em rất là thích. Bừa bộn nhưng mà dọn dẹp thì mình làm xong mình dọn dẹp rất là tốt. Dạ. À, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em nếu mà tính ra thì chắc khoảng 0,75 mối tình thôi. Đó là một cái bạn nữ ngày chưa học chung đại học với em. Thương thầm nhớ chọn người ta. Thì là chưa rồi, qua dạ, mối tình chính thức. Dạ nào dạ không? Là cũng là dạng tình yêu đơn phương. Mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Cá tính một mầm chút. Dạ nếu hiền quá là thế nào cũng bị em ăn hiếp à. Bạn bên kia hơi bị cá tính đấy. 18 cộng mình hiểu rồi ha. 18 cộng 18 cộng là đủ tuổi rồi. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Boram của nhóm kia ra. Dạ dĩ nhiên cái đó chỉ là thần tượng thôi. Chứ em nghĩ là cái đó là không bao giờ mà trở thành sự thật được. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn Boram sao? Ví dụ người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rambo như vậy thì chắc em phải là siêu nhân nó mới hợp á. Rồi có điểm gì em không thích cái người bạn gái dạ, không em? Đừng có mập quá. Em mập rồi, em mập nữa thì hơi chật. Tính cách thì có thể hơi dữ dữ chút xíu.
Không không xíu được không anh? Không được em, anh là chùm nhây mà. Mỗi người bạn trai của em là gì? Anh chỉ cần cao hơn em được rồi. Rồi. Không mập không ốm, tại cái điều đó em có thể điều chỉnh được. Và quan trọng nhất em nghĩ đó là anh phải khỏe ạ. Có cần làm gì để biết để chứng minh là khỏe không? Anh có thể hiện được mình khỏe ở đâu mà? Cái chỗ cần khỏe đó anh sẽ khỏe em. Mình thấy được không anh? Cái đó thì ôi sao mắc cỡ. Em khỏe được ở đâu? Dạ em khỏe ở bụng. Quay qua coi gì mà dạ. Cởi cái áo đen đen ra coi. Cái gì vậy? Kéo áo lên coi. Có muối không anh? Làm gì kéo áo, bắt phải kéo chi vậy? Không, cô này cô nhờ kiểm tra giùm. Không, cái đó để hai đứa đi tự kiểm tra nhau. Dạ. Kiểm tra bụng rồi sao? Hít đất được không? Dạ, hít được chút chút rồi chị. Chút là mấy cái? Khoảng một cái. Rồi định chừng nào lấy vợ? Dạ, chắc cuối năm nay. Lấy vợ về làm gì ăn? Dạ, lấy vợ về nấu đồ ăn cho vợ ăn. Đâu mua đồ ăn? Dạ, tiền đi làm. Có để dành được tiền chưa? Dạ, có chị. Rồi hai chồng ở đâu? Dạ hai vợ chồng ở nhà em. Em vừa mới mua được nhà. Wow. Nhà ở đâu? Dạ nhà em ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân á chị. Hiện giờ đang ở với ai trong nhà? Dạ đó? Hiện em ở với mẹ em. Rồi vậy là về làm dâu phải không? Dạ về làm dâu. Mẹ có khó không? Dạ mẹ thì có khó chút chút, cũng yêu cầu là gọn gàng sạch sẽ rồi lễ phép với người lớn. Rồi ngồi xuống đi. Dạ vậy thôi hả chị? Thôi được rồi em, không có nhiều mệt lắm em. Đàn trai quá. Để qua tôi làm khó đàn gái lại. Chào anh Nguyên. Trời dễ thương quá. Em chào ạ. Bạn trai bên đây cũng thích nói vui, nhưng anh hơi đen chút xíu. Có thể tắm được. Không thích gì tật xấu người đàn ông ấy. Em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Anh không hút thuốc. Có khoe khoang không anh? Có chút chút. Ủa, mình thì mình có mình khoe đúng không em? Mình có mình có mình khoe có nhà chứ trời. Mới khoe có nhà đó. Đúng mà. Dạ. Khoe khác nổ em. Khoe chứ không nổ chị ơi. Chị đang nói tốt cho em đó em mà em ngồi yên bển đi. Sao không thích gì nữa? Em không thích. Gì mà rặn dữ vậy? Em làm anh căng thẳng quá em. Em không thích nói nhiều lắm ạ. Nói câu nào đáng câu đó thôi. Ủa về rồi đó hả anh Linh? Thôi về chị không nổi à. Nói chung là hai người này gặp nhau được 49-50 đấy. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với bạn đồng nghiệp của em, với bạn thân của em ạ. Rồi. Em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với lại dạ. Chào anh bạn ở trên này. Chào em. Dạ. Tình hình sao em? Tình hình. Nãy giờ mọi người dưới đây thì có vẻ là rất là thích nói chuyện với anh chàng này. Không biết là đang có thích hay không? Nhưng mà bản thân Thảo thì rất là thích. Đúng. Có vẻ là phù hợp đấy. Và họ cảm giác là anh chàng này rất là lễ độ. Và cái cách mà giao tiếp vân vân mọi thứ thì mình rất là, nói chung rất là được. Cảm ơn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh chị trong khán phòng. Nếu là một người chị để xem em cho mình thì em nghĩ là khá là ổn. Âm thanh, tất cả mọi thứ rõ nét mà thích hợp cho radio ạ. Thôi. Hồi nãy không biết anh chàng này có đi cửa sau rồi gì trước với mấy chị này không? Sao khen dữ vậy ta? Dạ cái này là người ta có nét rồi đó chị. Nói là dạ. Thôi Cương bên đây người ta thích ít nói đó Cương. Ta khen mình cảm ơn được rồi bé. Bạn trai ơi em đi với dạ, ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Ồ, thôi gặp mẹ. Mẹ em ngồi đằng đó. Rồi chào bác. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thiệu. Dạ. Là cô nhận xét bạn gái bên này như thế nào cô? Thấy cháu đây thì được, đẹp gái, tôi thấy cũng xứng rồi đó. Chào cô ạ. Anh Thiệu có thương cô không ạ? Có, Thiệu rất là có hiếu. Học xong ra trường là mấy năm rồi mua nhà cho mẹ ở đó. Dạ. Thì là được rồi đó, chúng ta kéo màn lên. Quay qua đi. Không quay qua bọn còn khép dạ. Nếp không? Từ từ. Sao khép nếp quá vậy em Thiệu? Em gửi anh món quà. Dạ dạ. Đây là cái sổ ước mơ. Em nghĩ là ai cũng có mục tiêu. Và cái ước mơ anh hãy viết ra đó. Và chúc nó thành hiện thực ạ. Cảm ơn em. Thật xong với ta.
cũng đây là món quà nhỏ. Làm gì thục thò thục thò vậy? Dạ xin tặng em, hy vọng là khi mà em nhìn thấy chú gấu này thì em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh ạ. Còn còn một món quà tinh thần nữa thì anh sẽ có đàn ở đây, anh sẽ hát tặng cho em một bài. Vậy quá tuyệt vời ạ. Xin mời quý vị khán giả với lại anh Huyền Linh cái từ cùng lắng nghe. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là anh thì ai. Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby. Còn khúc sau nữa. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Ý em sao? Ý em sao? Dạ. Rồi, áo MC. Cảm nhận gì với người đối diện? Em cảm thấy anh rất là đặc biệt, tâm lý, chu đáo. Anh còn hát hay nữa. Mà em thì ai mà hát hay thì dễ đốn tim em lắm. Anh có thể hỏi em là khi mà em một mình, em không có người bạn nào đi với em á, thì em thường hay làm gì? Em thích đi đây đi đó hoặc là thích đi du lịch. Em có thích khám phá những quán cà phê mới không? Ừ. Có những nét độc đáo trong cách trang trí của quán đó, anh rất thích cái đó. Đúng rồi, em thích từ chất á. Vậy anh có chất không? Anh rất là chất và có cả lượng nữa. Cái này là khoe nè. Bây giờ mình đoán đi, 18 cộng bao nhiêu bạn? Cứ để em mãi mãi tuổi 18 thôi. Mình không nên đoán. Wow. Khôn. Anh thấy hai con người rất là cá tính. Anh... Vấn đề còn lại là ai sẽ nhường nhịn ai đấy? Em thì sẽ nhường nhịn bạn gái của mình. Bạn nếu gái thôi hả anh? Bạn gái, người yêu và sau này là vợ. Ông này ông khôn lắm. Đối với đàn ông á thì... người ta nói là tứ đổ tường á. Thì anh đã không có những cái kia rồi thì còn cái còn lại á. Thì anh có không? Binh pháp người ta nói là không chơi là tất thắng, vì vậy những thứ đó là anh không anh chơi hết. Thì khi mà nghe những cái quan điểm của anh nói thì em cảm thấy là sâu sắc, thông minh và em thích cái điều đó. Chúng ta hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết điều đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nào, rất hiện đại. Hai bạn rất là thông minh để dễ nhận ra nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Những cái không gian lãng mạn dành cho các bạn để hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn cần cái viên uống đó lắm á, cho nó sáng da chút xíu. Nào, hôn bạn gái với buổi gặp mặt đầu tiên. Những người rất là hiện đại, thanh niên hiện đại. Nào, mời bạn. Nắm chặt nha, đừng buông đi. Không đó. Dạ. Ngày hôm nay quý vị lại thấy ông Mai và Mối có gì lạ hay không? Biết rằng ngày hôm nay sẽ có một cái tin rất là vui do một cặp đôi mà quý vị cũng rất là ấn tượng. Hôm nay họ đến đây để trả lễ chúng tôi bởi vì họ đã cưới nhau rồi. Đó là Vĩnh Lưu và Hồng Ly. Đúng rồi, Lưu Ly. Lúc đó quay hai chúng tôi còn hay còn chọc họ Lưu Ly thì được chứ đừng có Lưu Linh nha. Đúng rồi. Anh còn nhớ là Lưu có gia đình rồi. Dạ và đúng. Cũng có một người con trai. Dạ đúng. Còn Hồng Ly đó chưa có gì hết. Bây giờ ta cho trọng phát ra chào đón Hồng Ly và Vĩnh Lưu. Chúc mừng. Mới lấy nhau chắc nhiều chuyện vui lắm rồi. Chia sẻ với quý vị khán giả. Từ lúc mình ngồi trên đây tới đám cưới là hình như cũng... Dạ gần 6 tháng. 6 tháng ngồi ở chiếc ghế, hai cái ghế thần thánh này là về. Bây giờ ta có đôi có cặp. Rồi hai chồng cảm xúc thế nào? Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn chương trình và bạn Trúc đã tạo cái ghép. Khi mà
lên chương trình đó là đăng ký á, là em không nghĩ là được lên đây và có như thế này. Trân trọng đón nhận cái món quà này. Cô dâu nói chút xíu đi. Lần trước thì em đến đây thì ngồi trước cái nóng thì cái cảm giác của em rất là hồi hộp. Bây giờ thì nó thay rồi, đó là cái niềm vui nhiều hơn. Vì lúc trước thì em đến đây thì em cũng chưa biết anh nó như thế nào nữa. Chương trình đã tạo cơ hội cho em và anh đó. Anh đó là anh à? Xã em. Anh Linh ơi, giờ em có ý kiến như vậy. Hồi trước giờ cứ ông Mai bà mối đứng đây mà cặp đôi nào mà nhấn nút á, mà khi anh Linh mà kêu nắm tay hôn nhau á, cô nào cũng nhăn nhăn, anh nào cũng nhăn nhăn. Bây giờ hai người nắm tay nhau hôn nhau một cái thấm thiết để cho những cặp đôi khác lấy đó làm khích lệ tinh thần, nghĩa là hôn nhau trên sân khấu này là linh thiêng lắm, còn về là sẽ lấy nhau thôi. Vậy đi, đúng không quý vị? Trời ơi, ngại ngùng giúp giống ngày mới đó. Chắc là thay mặt cho chương trình, thay mặt ông Mai bà mối, chúc cho hai bạn sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, sanh con đàn cháu đống, vui vẻ hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Cảm ơn món quà này nha. Dễ thương quá. Điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Em có mấy mối tình rồi An? Em ăn nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người rồi đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu, thì em học cái đó. Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi, cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Trời, dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ, rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu hờ y nên. Hờ hen ghê. Hờ hen ghê. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn cô. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An. Hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ yoga tập á. À yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cột hơi bị yếu vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cột hơi mình phải bật ra. Mạnh, phải có nội lực không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu để tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình? Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu, thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cái đó yếu đó. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính đó. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn trợn mắt lên rồi hét lớn lên. Không có hét đâu cô. Trợn xong hát. Rồi sau đó nó rụi lại. Vậy hả? Ôi. Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thế mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày,
Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa, 60 ký. Nói chung anh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Con người cũng rất là khỏe ha. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em muốn vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cổ có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói, không cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em đúng rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn? À, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Em có đẹp vậy nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Thấy có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, yoga săn là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? Với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy? Ủa rồi có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải dày. Ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mọng, đánh son bóng á. Sexy. Dày mọng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Không được. Môi sexy. Môi bể. Nói chứ. Sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái môi nó bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, dạ. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Yeah. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì bôi môi sexy. Mắc cười tôi, quá. Tôi khoái là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Đảm bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết cô sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. Anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp, dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi. Ok, ha. Ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. À,
chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đoán được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Rồi, còn đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng, này cũng như là thay lời không nói, gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà tặng anh MC Quyền Linh. Chà chà. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái anh đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được. Cuộc nói chuyện hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính, tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó tự lừ là không được ha. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái lo lắng mà về nấu vấn đề ăn đó? Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon hay dở đó là lúc đó là để anh chỉ. Tại vì chứ đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên, ngày nào cũng bắt hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn kia, bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là cổ hơi lanh lợi.
hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á, thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. À, thì em cũng muốn gặp người như vậy. À, anh có món quà gì, tiết mục văn nghệ gì tặng cho em không? À, bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài mắc cười hay trường quay. Dạ, dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tư xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là người ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ cũng. Tức là hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là... tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm, chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự, thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói, chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ như mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng xúi là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được. Có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách. Và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau, để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Rồi em cảm ơn chương trình. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Rồi em cảm ơn chương trình ạ. Em rất thích ca hát Vì cuộc đời. Đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Em
còn biết nấu ăn, làm việc nhà, tử công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Đấy. Và tất cả các quý vị khán giả trên trường quay. Em tên là Trần Thị Oanh. Em sinh năm 1988. Năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Trong công ty Thế Giới Kim Cương, chuyên về và trang sức và kim cương. Mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu, mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. À, làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói em hả? Chỉ làm thôi. Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em á là em có gương mặt rất là trẻ so với cái lứa so tuổi, tuổi của em. Thì thường á mọi người nhìn vào á là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Dạ. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, nói chung là những cái công việc nữ công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em á thì em cũng có một xíu nóng tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó thấy em mà đang nóng tính á, mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Em làm cách nào vậy em trai? Dạ, có thể là mình sẽ chịu đựng đi. Đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước. Để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok, khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó. Sao em không sử dụng cái sở đoản của em là em hát hay vô? Trời em ơi, lúc ta nóng mà hát thì mình đập bể cái đàn luôn quá. Đập vỡ cái đàn. Dạ em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ, nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc. Rồi cho cơ hội liền. Bắt đầu. Tôi yêu em và em yêu tôi, trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa và em thay thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, vội quên đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, lặng lội sâu để được gì. Vì sao vì sao vì sao. Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Được rồi. Hay quá. Bây giờ bài làm rất là hay đó. Và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Bố Quốc Việt.
Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát cũng, nói lớn lên cho bạn cũng nghe rất kìa. Là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ. Rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á, mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á, là em cứ cầm đàn lên, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Dạ. Nhớ bài này nha. Dạ. Nếu mà bạn Đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối tình. Em nói luôn đi. Dạ, mối tình thứ nhất thì cũng cách đây 10 năm, còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa. Rồi, mời nhà gái. Mình dạ. có mấy mối tình rồi? Dạ, em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Nói chung là cả 3 mối tình thì không có cái duyên với nhau. Cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên dạ. để chia tay như vậy. Em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một bạn năm đầu tiên, tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính, nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Cái một hôm là rủ em về nhà chơi, xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hộp vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo Cái Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là đó, cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà ăn cả hộp? Dạ đúng rồi. Rồi lúc đi với em thì nhả hộp? Dạ. Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị kỹ đó nghe, tức là để ý những cái rất là nhỏ. Vâng, vì em trai Vân, em phải qua cho bên đàn gái biết rằng á là sao phải qua Vân dặn. Sao dặn gì? Ăn dưa hấu không làm nhỉ? Ơn nuốt hộp luôn đi nghe. Đi chơi với người ta nhai nuốt luôn đi, đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa. Ai mà phun kỳ lạ vậy? Dạ, bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Cái tính em nó cũng có như vậy. Ồ, chỉ là có cái để ý những việc như vậy và chứ em luôn tránh những việc như đó. Như, như vậy trong tưởng em có tính ăn dưa hấu phun hộp. Không, nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị. Em nói cho bà mối biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình một cái mẫu hình lý tưởng thế nào. Dạ chị. Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em. Người phụ nữ của em thì em không có gì nhiều đâu, cần thấu hiểu vì cuộc sống mà, phải cần sự chia sẻ nhiều. Ừ, vì sao? Rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ. Từ cái nhỏ đó, dạ, đúng không? Nó sẽ phát sinh. Em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Trời ơi khó. Đây em đâu mẹ em sao đây, khó dữ à. Có hình mẹ luôn. Dạ có hình mẹ. Đây chị coi khó coi lắm. Mẹ là mặc áo màu đỏ, đỏ đó phải dạ, không? Dạ giống áo màu chị. Chị thấy là mẹ của bạn này, chị với mẹ của bạn này giống nhau nè. Ông coi coi phải không? Tôi với chị giống nhau á. Trời ơi sao giống dữ vậy? Giờ cái áo không áo đỏ rồi đó. Áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó. Tại tôi chưa đeo kiếng thôi. Để em coi qua. Chào em gái. Dạ em chào anh Huyền Linh. À xinh ha. Nói chung là mẹ của bạn phúc hậu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình, giống ba mình nó khó lắm. Bởi vì mình ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả. Dạ. Mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn. Nó xuống mức mức đi. Dạ. Nha, theo anh nghĩ như thế. Dạ. Rồi nó giống được cái gì giống thôi. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình. Cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á. Dạ, em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người, dáng người thì ưa nhìn, không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn. Ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Anh gái đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Mời đại diện đàn gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào gia đình nhà trai và
anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi. Thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn. Còn thế anh trai sao? Về bạn trai bên đây thì ngoại hình thì để Oanh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật. Thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè. Rồi không có lăng nhăng, nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình. Thì em thấy Oanh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Hai bạn thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi, cũng độc thân cũng khá lâu rồi. Cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ. Cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu xem như thế nào. Dạ, em xin hết. Dạ. Cảm ơn bên nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với ba của em. À, có ba ha. Dạ. Dạ, con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Và xin chào tất cả người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung về cháu gái á, thì mới lúc đầu tôi nhìn ra thì nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Đấy hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được. Là xin hãy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi. Bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Chào anh. Dạ, chào anh. Năm nay em cũng không có gì nhiều, có hoa thì phải có rồi. Dạ. Là cuốn sách tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ, anh đợi em xíu nha. Người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ. Hôm nay đó là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ, em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, có đồ ăn ngon rồi. Trời ơi, hôm nay quà cáp giờ có cơm nguội nó ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Trong đây thì cũng có một cái album để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số tấm hình để chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới đó là album cưới. Anh hiểu dạ. Anh cảm ơn. Dạ, em gửi anh. Ý nghĩa quá. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Thì nói chung là em thấy anh là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nói chung là anh cũng khá. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh cảm giác thật sự là khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Nó giống như là cái hình tượng, hình mẫu của anh nè. Anh nghĩ đến. Dạ. Rồi không vậy từ trời. Cái cách và cái cách mà em trao cái cuốn album cuốn quà đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ, anh cảm nhận sâu sắc rất là. Dạ, anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không? Không, người với người mà dùng bạo lực là bất lực rồi. Ừ. Anh có hay đi công tác không ạ? Anh thì anh chỉ xin làm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nói chung từ khi vào công ty giờ anh không có đi xin đi xa. Dạ. À. Thường là cuối tuần là bên anh là có thời gian hay không? Thường bên em là em nghỉ được 2 ngày cuối tuần. Và những buổi tối khi mà đi làm về thì sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian. Thì không biết trong cái khoảng thời gian anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà data có khả năng là công việc của anh thì để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được. Dạ. Nói chung là anh cũng khá là giỏi, nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy thì không biết ở ngoài là mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Em biết, đặc biệt là anh là đi công trình này kia nữa thì cũng có khả năng cũng có chứ là không. Thứ nhất anh sẽ nói cho mẹ, nếu như anh đàn giỏi thật sự, cái vấn đề đó là do ở mỗi người, cái đó là chỉ là cái nghệ thuật. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin nha. Phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình. Đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái đàn hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu. Tùy theo
cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng ta tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Anh cho em hỏi thăm về cái... Em cứ hút mắt, cứ hỏi, Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái phía sau đó nó sẽ ngắn thôi. Làm luôn. Anh nói thẳng, anh nói là nói thẳng. Chúng đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa. Đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi. Rồi. Đúng. Tiến hành bấm em thích thì em cứ bấm nút. Bên tay trái. Rồi, bên đây. Trời ơi, hư nút tao nổi. Kệ nó, mới đầu thôi đó. Rồi, bấm luôn. Hỏi cửa. Rồi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi. Được rồi. Hay gì đó. Biết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao? Thấy chưa? Chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Vô luôn. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra cho em. Dạ vậy thì em cho anh nắm. Ok, không được không? Được đúng không? Tùy. Chơi với người đi, chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi. Em không thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nha, bạn nó bực mình cái gì. Giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? À, đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Trời ơi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Rồi mời bạn ngồi vào ghế nha. Hai bạn có thể cởi mặt nạ ra. Bây giờ mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình nha. Giới thiệu thiệt là lớn cho đối phương có thể nghe được nè. Mời bạn trai. Mình tên là Vũ Xuân Trường. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1988, quê Vũng Tàu. Hiện tại đang là nhân viên thử việc ở bên nước giải khát Trương Dương. Thử việc thôi. Vậy trước đó mình làm việc ở đâu? Em có kinh nghiệm 5 năm làm bên đại diện thương mại của Bưu Sài Gòn, ngoài Nghệ An. Đại diện thương mại trong phía Nam. À, hiện tại giờ mình đang sống ở đâu? Quận Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Rồi, thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Hiện tại em đang làm bên công ty in, vị trí casting. Em sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. 89? Dạ. Thu Anh này 1 năm. Quê mình ở đâu? Quê gốc ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì sống ở Lâm Đồng. Và hiện tại bây giờ mình làm việc ở đâu? Sống là làm việc ở đâu? Em hiện tại đang làm ở V-Ship 1 Bình Dương, đang sống ở Gò Vấp. Sống ở Gò Vấp mà làm việc tốt Bình Dương? Dạ vâng. Rồi đi đi về về mỗi ngày hả? Dạ, em bắt xe buýt của công ty đi về mỗi ngày. Hai bạn ở Gò Vấp luôn, Gò Vấp chỗ nào coi có gần nhau không? Em ở đường Lê Lợi sau trường đại học công nghiệp. À, em ở đường Dương Quảng Hàm. Tôi cũng Gò Vấp nè, có gì ba đứa mình hẹn nhau đi uống cà phê. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em nhiệt tình, hòa đồng, dễ nói chuyện. Điểm yếu của em là đôi khi hơi nóng tính. Em làm gì em cũng không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được. Như tập trung làm một việc xong rồi mới làm việc khác. Em thì có uống rượu, có uống bia nhưng mà rất ít, tiểu lượng kém, không hút thuốc, không cờ bạc. Hàng gì cái bụng bia không? 5 năm mà chị, đâu phải ít. 5 năm làm trong hãng bia mà. Bụng bia nha cưng nha. Còn tật xấu gì nữa không? Mấy người bụng bự là ngủ ngáy dữ lắm nè. Có vẻ chị đã từng hả? Ý em nói chị đã từng ngủ với người bụng bự hả? Mà đúng không? Có ngáy không? Có. Ngáy lớn, ngáy nhỏ? Tùy âm lượng. Lúc thường là tôi ngáy. Đó. Tôi đã từng nghe, bán nói đúng á, tôi đã từng nghe luôn á. Em phải ngủ trước, em ngủ sau là em khỏi ngủ. Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Tính em thì vui vẻ, hòa đồng. Đó thì mình. Còn điểm yếu thì là hay quên. Quên là trong công việc có quên không? Dạ, em làm xong việc gì là em quên luôn chị. À. Cho nên sếp em mỗi lần mà kiểm tra thông tin cũ là lúc nào em cũng phải bảo chờ để em kiểm tra đã rồi em mới có thể trả lời được, còn kêu em nhớ em không nhớ được. Đang làm thì nhớ mà làm xong rồi qua làm rồi xong là, rồi qua là rồi quên. Là xong em cũng vậy hả? Em cũng vậy, cũng vậy luôn hả? Bạn nam thì có cái tật mà ngủ ngáy, rồi bạn nữ có cái tật xấu gì không? Em không biết được chị ơi, em nghĩ em không có. Trời ơi, không có tật nào xấu hết trơn hả? Hơi nói nhiều một chút. Nói nhiều? Dạ. Nói nhiều là nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ cả hai chị. Thì chắc là cũng xăm soi chuyện người khác mới gọi là tật xấu đúng không? Dạ. Có hay soi mói chuyện người khác không? Nhiều khi rảnh rỗi là bắt đầu là kiếm chuyện của người khác ra rồi nghe cho vui.
Hả? Thì gọi là bà Tám đó em. Chuyện của mình nói nhiều không sao, mà chuyện của thiên hạ mà nói là mệt lắm á. Có thu vui gì em không? Em ngồi nghe thôi chị. À, em cần vui chuyện cho người ta nói. À thôi. Em cái tội đó còn ác dữ nữa, gọi là gấp lửa bỏ tay người đó. Nên là ném đá giấu tay đó, hiểu không? Ừ, mình chọi ra cái là cái bùm rồi mọi người thiên hạ là nháo nhào, mình ngồi mình nghe đó, gọi là ngư ông đắc lợi đó. Cái này còn chiêu này còn cao tay ấn hơn nữa. Thường là thích nghe đại loại là những câu chuyện về gì? Công việc, chuyện tình yêu, tình báo. Tình yêu, tình báo người khác, trai xinh gái đẹp đồ ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi nói chơi chơi mà trúng hết trơn cái trọi vậy đó. Trai có vẻ hơi đâm chiêu rồi nè. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chính thức 3 mối tình chị. 3 mối tình. Dạ. Rồi đâu kể chị nghe sơ bộ rồi. Mối tình thời đại học, kết thúc đại học thì chia tay, sau đó quen một anh nữa được gần 2 năm. Sao chia tay? Anh đó về nước vì anh đó không phải ở Việt Nam cho nên là gia đình em cũng không có đồng ý. À, ở đâu, người nước nào? Dạ người Úc chị. Rồi người Úc hay là Việt kiểu Úc hay là người Việt Úc kiểu luôn? Úc, Việt kiểu Úc. Sao không đi Úc luôn? Mẹ em nói là mẹ em ngày xưa lấy chồng xa khổ lắm cho nên mẹ em kêu là con được lấy chồng xa. Trời ơi mẹ lạc hậu dữ vậy mẹ ơi. Con mong có ông nào nước ngoài hốt con, mong hoài không ai hốt, thiệt tình luôn á. Người thứ ba? Người thứ ba thì được gần nửa năm em cảm thấy có khoảng cách. Trong quá trình quen thì em đó suốt ngày bận cho nên là thôi. Bận bận là ổng chưa có yêu đó. Dạ. Chứ khi mà yêu rồi là cỡ nào cũng rảnh hết, đúng không em? Chị nói câu đó đúng không? Thì hỏi bận cuối tuần hay bận trong tuần? Trong tuần thì có thể là có công việc thì mình cũng du di được. Còn cuối tuần mà cũng bận luôn là rõ ràng người ta không thích mình, đúng không? Dạ. Cuối tuần này em bận hay rảnh? Tùy bạn gái. Chút xíu nữa mới biết được ha. Ok. Thế còn em, tình trường em sao? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Năm 2014, em có quen một bé thì nhỏ tuổi hơn em, khoảng 9 tuổi. Cũng ở Vũng Tàu. Em thì em lại làm ở trên đây. Khoảng cách xa thì từ từ nhạt dần. Lý do gì khác nữa không? Có thứ ba. Ai có người thứ ba? Bạn đó. Do em không ở gần chăm sóc cho nên là bạn có cái thứ ba. Với lại tuổi cũng nhỏ. Thì tuổi nhỏ mà. Sao quen người nhỏ vậy? Cơ duyên nào mà quen người nhỏ vậy? Hồi đó em dạy kèm. Kèm mà kèm luôn người ta vậy đó hả? Em đâu cố tình đâu. Chứ sao? Kèm riết rồi, kèm riêng nữa. Kèm riêng? Ừ. Ai mời em kèm riêng, ai mời thầy về kèm riêng? Cháu của bạn thân em. Cháu bạn thân mà em cũng không tha nữa. Cháu của bạn thân mà hốt luôn em. Rồi ai chia tay? Em. Sao tự nhiên em hốt người ta luôn mà em chia tay? Có vẻ như không tiến triển được nữa thì thôi. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai thì cũng cách đây khoảng 1 năm. Em quen là đồng nghiệp. Quen được năm thì sao chia tay? Thì cũng không hợp tính. Em thì tính em thì thích đi du lịch. Bạn ấy thì không. Cũng nhiều khi lúc mà bạn rảnh thì em bận, mà bạn bận thì em lại rảnh. Đó, cái vụ rảnh bận này nữa. Còn cái gì khác nữa không? Cái gì bạn em thích mà bạn nó không thích hay ngược lại nữa không? Em còn có những sở thích gì nữa không? Em thích đọc sách. Bạn không đọc? Dạ. Rồi ai chia tay? Em luôn. Cũng em luôn. Ủa sao lần nào em cũng thích chia tay người ta hết trơn vậy? Khỏi chơi với người, đi chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi em với cũng thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nha, bạn nó bực mình chứ gì? Vậy bệnh nó chơi nó cũng được vậy. Chưa có thấy chưa? Bây giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? Đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Không luôn, chết rồi. Cái huông rồi, bất quá tam ba bận. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Rồi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Bỏ cái vụ ăn thịt chó đi nha. Trên thế giới giờ ta không ăn thịt chó nữa. Không, em lâu lắm rồi em cũng không ăn nữa em. Lâu là bao lâu? Dạ cũng 3-4 năm gì đó. Chắc giờ chó hết cắn rồi, nó hửi thôi. Rồi cho em nuôi chó. Thứ hai. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch không? Dạ có. Được. Em thích kinh doanh về cà phê. Thích kinh doanh cà phê. Nhà em trồng cà phê ạ. Có nguồn luôn. Có nguồn luôn. Muốn vợ có gì nữa, tiêu chí gì nữa? Hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Em không cần người quá hiền, không cần người quá dữ. Có nghĩa là phải biết tiếp xúc, biết va chạm, có kinh nghiệm. Dạ. Thế còn em, mong muốn người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm gia đình, không chỉ gia đình của mình mà cả ba mẹ nữa. Được không? Được. Phải có mối quan hệ xã hội, bạn bè nhậu nhẹt được, nhưng mà phải biết mình mức mình ở đâu và biết dừng ở chỗ nào. Trong cuộc sống gia đình thì phải biết đưa ra quyết định. Miêu tả về ngoại hình chút xíu đi. Tối thiểu 1m65. Được. Không quá gầy. Ta nói bụng bia rồi mà không quá gầy cái gì nữa. Công ty em nhiều người ốm nhưng mà ha, uống bia nhiều bụng vẫn bự. À cái đó dị tướng. Màu tròn tròn này bụng bự được phải không? Dạ càng thích ạ. À, trời trời hơn quá, chúc mừng em. Vô ạ, vô. Vô, 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 vô. Có gì nữa?
mặt mày mới đầu nhìn thì phải có thiện cảm. Cái này hên xui, cái này thuộc gọi là cái gu. Dạ, cái đó là cảm xúc đúng không? Ờ, cảm xúc. Biết giao tiếp. Đó thì chắc có. Dạ. Cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ, vậy thôi chị. Rồi, còn em có đem theo hình ảnh gì không? Trời, tôi nhìn ra tôi chết liền. Coi đúng tấm đó thôi nha. Banh ra tùm lum tà la rồi tao nói là tôi nó không có chịu trách nhiệm đâu á. Tôi banh ra vậy tôi còn chưa thấy nữa. Rồi, phạm vi một tấm hình, hãy nhìn xem trong đó mình chọn ai, ai là cái người mà hợp gu của mình, hoặc là nãy giờ mình nghe nói chuyện đó mình cảm nhận được là người nào thích ai trong bốn cô đó tôi gả. Em có gợi ý gì cho bạn trai không em? Chị có gợi ý cho em mà anh bụng bia rồi, tròn tròn rồi đó. Còn bên đây em có gợi ý gì không? Em thấy trong hình này hả? Bây giờ gợi ý cho người ta trước. Cho gợi ý cho người ta trước nè. Cao. Cao, rồi kiếm đi, chữ cao thôi đó. Bên đây. Nhiều quá. Chị ơi, 1, 2, 3 bia luôn nè. Thì nó chung hãng bia mà. Hay tìm đi. Em có gợi ý gì cho cổ không em? Em lọc được 2 rồi á anh. Lọc được 2 luôn hả? Đâu đâu em lọc 2 ai? Lọc ra đâu? Em nói 2 người này. 2 người đó là lọc ra? Dạ. Là bỏ qua bên đó hả? Không, là 1 trong 2 người này. À, 1 trong 2 người này hả? Dạ. Lý do? Em mới nghe anh kêu là em đeo mắt kính được không chị? À, để coi bên đây có ai đeo mắt kính không? Không, em không nghĩ bên này đâu, anh này bụng nhỏ nè. Anh nào bụng nhỏ? Anh này bụng nhỏ. À, vậy hả? Anh nào? Rồi, anh đó. Đã, để chị để đó. Bên này. Bên này. Để ngón tay vô. Chúc mừng hai bạn. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Sai rồi. Dạ sai luôn rồi. Dạ sai rồi. Sao em lại loại ra cái người mà chị đã chỉ vô? Ba anh mất khiếu em đi loại ra cái anh đó kỳ vậy. Dạ tại em thấy anh này bụng đâu bự đâu chị. Bây giờ ở ngoài anh này về bụng bự không? Dạ bự. Anh em nghĩ anh trong hình này anh hóp bụng dữ lắm á. Đâu, em đứng lên coi, em đứng lên coi. Đứng lên. Đứng bình thường coi nè. Được không? Dạ bự. Bự rồi, ok. Nãy em nói em thích mà. Nên sao đây? À, qua bạn gái, tặng bạn gái. Thì tặng đi. Tặng qua trái tim luôn rồi. Dạ em cũng lên. Hôm nay bạn gái đi có mẹ đi theo. Và nãy giờ mẹ đang theo dõi câu chuyện, cho mẹ vài ý kiến trước khi hai đứa em trò chuyện riêng, được không? Dạ, mời cô vào đây ạ. Dạ cô. Dạ chào cô. Nãy giờ cô ở ngoài cô nghe được câu chuyện hai bạn không cô? Nghe được. Rồi, thế bây giờ cô cho một vài cái ý kiến khách quan trong cái buổi gặp mặt hôm nay, cô cảm thấy như thế nào? Cô thì cô tôn trọng quyền lựa chọn của con gái. Dạ. Nhưng mà thấy bạn trai bên này thì cũng dễ thương và điềm đạm thì các con cho nhau một cơ hội đi. Dạ. Rồi được thì ok, mà không thì ta còn thêm một mối quan hệ đi. Dạ. Làm bạn với nhau. Cảm ơn. Nói gì với cô coi? Con sẽ cố gắng. Đó thì giờ mẹ cơ bản là mẹ thấy cũng ổn đó. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của hai con nha. Dạ. À, thôi hai mẹ đi ra ngoài dạ. Nha. Dạ. Rồi cô. Mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc là một món ăn rất là quen thuộc, áp chảo với ớt chuông và xì dầu. Đây cũng là một món ẩm thực Việt Nam mang cảm hứng từ ẩm thực Pháp. Rồi, bây giờ dì Tường mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc ha. Bên là cơm, bên là khoai tây chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là vừa tâm sự, vừa ăn, trò chuyện với nhau, tìm hiểu. Ít phút nữa dì Tường sẽ quay lại nha. Các món sở thích, các món ăn của em như thế nào? Em khá là thích các món bò. Ví dụ như bò bít tết, bò lúc lắc cũng được. Thích ăn lẩu. Ờ, giống anh. Nói chung anh thích ăn những dạng đồ ăn nước, bò, gà. Không thích ăn heo lắm. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em khá thường xuyên luôn. Đi bằng gì? Em thích đi bằng gì? Đa phần là em đi bằng xe hoặc đi máy bay. Anh thích đi xe máy? Anh đi xe máy à? Hồi xưa lúc trẻ trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi, cũng không muốn đi bằng xe máy nữa. Còn trẻ em kêu già gì? Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. À, mời em, mình cùng đi nhé. Mời em ạ. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất của anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cũng lâu quá nhỉ? Anh chạy một mạch lên đó hay là nghỉ? Đâu nghỉ chứ trời. Đi xe máy mà. Bình thường anh đi theo nhóm hay là anh nhóm, đi... Nhóm. Anh đi có 2 người bạn thân nữa. À, 2 người bạn thân nữa hả? À. Mỗi người một xe chạy đi vậy đúng hả? Đúng rồi. Anh có hay ăn món này không? Cảm ơn em. Anh có hay ăn món này không? Thế món này không? Mình gây nhậu hay đó cũng có hay kêu món này đúng không? Nhậu anh không ăn nhiều. Uống nhiều. Uống nhiều cơ hả?
Tại vì anh vô đâu uống được nữa. Ừ. Anh mới chuyển qua pin nước ngọt này chủ yếu là để không đi nữa. Vậy là em ở chỗ gần chợ Hoài Mỹ mà. Em ở đường Hoàng Hoa Thám, em cũng thuê trọ. Em với gia đình anh có anh chị và em trai nữa là thuê chung cư ở chung. Còn anh thì ở chung với ai không hay anh ở mình? Ừ, anh ở chung với cậu. Em ở đây lâu chưa? Anh lên đây ở năm 2014 tới giờ. Đi đi về về rồi cuối tuần em hay hẹn bạn đi đâu? Bọn em hay đi ra ngoài Phạm Văn Đồng á. Ừ, cà phê uống. Anh biết bơi không? Lâu lâu thì dẫn học trò em đi bơi. Em có thích mưa không? Không, em ghét mưa lắm. À, khác tại vì nhỉ? Tại vì mưa ướt. À, anh thích ngắm thôi. Anh thích ngắm mưa à? Ngồi trong nhà nhìn mưa ở ngoài thì cũng tạm được. Nhưng mà nếu mà bảo mà đi dưới trời mưa là thôi, em không muốn đi luôn. Kế hoạch của em trong vòng mấy năm tới là gì? Kế hoạch của em hiện tại bây giờ là lấy chồng, sau đó sẽ sắp xếp theo chồng. Sắp xếp theo chồng. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, cho nên là theo chồng thì hai người cùng sắp xếp xem như thế nào. Chị thường đói không? Không, nhìn hai đứa em ăn là chị no rồi. Hai đứa em mà bấm nút nên duyên là chị còn mừng nữa. Không ăn nhịn ăn tháng luôn. Sao nãy giờ tâm sự được gì nhiều không? Cũng tạm tạm. Có nói gì về cái chuyện nuôi chó đó sao rồi? À, thì lúc đó tính chị, nhiều khi mai mốt đem cho em ra ngoài ngủ với chó chẳng biết được. Thí dụ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Mục đích của em là em muốn về Vũng Tàu sống. Thứ nhất là điều kiện môi trường và cũng dễ. Thứ hai nữa là một trong những lý do đó là em muốn mở quán cà phê. Thứ nhất là vợ mình cũng sẽ quản lý được cái quán cà phê. Và thứ hai nữa là nguồn thu thì là biết đầu ra đầu vào. Em thì em sẽ đi ra ngoài. Em đi ra ngoài em làm gì? Thì làm kiếm thêm chị, đâu phải gì. Mà chị cứ nghĩ, anh chị nhạy cảm với từ ra ngoài nhờ. Có nói cho rõ chứ. Ủa mày tại sao phải chọn Vũng Tàu mà không là thành phố Hồ Chí Minh? À, thì em nói là em mới nói chị là định hướng của em. Định thôi. Hướng. Có nghĩa là còn nếu như bạn gái mà muốn ở đây thì mình sẽ ở đây. Em dưới đó cũng có nhà đó. Cũng có đất ở đó. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỉ gom tiền để xây một cái của riêng mình thôi. Tại vì cái nhà kia em đã xác định là để cho em trai em. Nhưng mà giờ có đất rồi, chưa có tiền xây nhà. Là mai mốt là tính là mở cà phê là trên cái đất đó đó. Em có ngại đi lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Lấy chồng thì theo chồng ở đâu, miễn mình sống thoải mái vui vẻ, có người yêu thương mình là được. Tiền đưa mình giữ là được ha. Dạ. Nếu lấy nhau về rồi lấy nhau rồi kinh doanh rồi mọi thứ rồi tiền có đưa vợ giữ không? Nãy mới nói chị xong quản lý quản lý cà phê, còn cái vụ ra ngoài á. Thì ra ngoài bình thường cái có quản lý cái vụ ra ngoài không? Dạ, quản lý vụ ra ngoài là sao chị? Có quản lý tiền ở cái vụ ra ngoài không? Chị nói rõ chứ. Tất nhiên là có. Em thì theo gia đình, mẹ em thì quản lý thẻ, bố em thì tới lượt, thì vợ thì cũng vậy thôi. Đó thì phải hỏi mấy cái đó cho nó rõ. Mình muốn sinh mấy đứa con cưng? Dạ ba ạ. Ba xin chị giữ vậy. Ba mới vui chị ơi, nhà em hai người em thấy buồn. Chị cũng thấy vậy rồi đó, chị cũng hai chị em. Chị cũng muốn ước sau này là chị sanh ba đứa con, mà cuối cùng trời cho con đứa, thấy không? Muốn là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Này, mời bóc lá bài cho coi. Đọc lớn lên coi ghi gì chổng. Một chàng trai hoàn hảo trong mắt em là như thế nào? Một chàng trai hoàn hảo. Chàng trai hoàn hảo hả? Bất cứ một câu hỏi nào hay một vấn đề nào em đặt ra đều có thể đưa ra một cái câu trả lời khiến em hài lòng. Biết nghiên cứu, chịu khó nghiên cứu và tìm tòi. Tại vì em cũng rất là thích đọc sách, cũng rất là thích nghiên cứu cái này cái kia, em thích biết rất là nhiều thứ. Thí dụ em hỏi mà cái anh lúc đó anh chưa biết thì anh vẫn có thể đi tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được, phải không? Dạ. Chứ người ta đâu phải thánh đâu mà em hỏi gì người ta cũng trả lời được thì cũng mệt. Nhiều khi mình không biết, mình có thể trả lời theo tư duy, theo lập luận. Khi bạn ấy đã thần thánh hóa em, cái gì em nói cũng hợp lý. Bà bả nó không ưa em rồi, em nói gì cũng trật hết trơn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mời em. Hãy tưởng tượng cô gái trước mắt đang mặc bikini chuẩn bị đi bơi. Hãy bắt chuyện làm quen để được đi bơi cùng cô ấy. Nhìn cổ đừng nhìn chị. Tưởng tượng cổ đang mặc đồ bơi đi bơi. Làm sao để làm quen để mà đi bơi chung được? Em không có thói quen tưởng tượng mấy cái nô. Bây giờ cổ đang mặc đồ đó, bây giờ cổ đang đi bơi. Đó, đúng rồi, nhắm mắt lại tưởng tượng. Em thích màu gì? Em thích màu gì? Màu đỏ. Thấy style màu xanh, áo màu xanh kìa mà nó màu đỏ. Rồi bây giờ vô đi. Em có biết bơi chưa? Dạ em biết bơi rồi. Tiếp hiểu. Chiều khác, đổi chiều. Dạy anh bơi nha. Câu đó thỏa đáng không? Dạ không. Đâu không? Hỏi biết bơi không? Nó biết bơi rồi thì biết bơi rồi. Anh chưa biết bơi, dạ anh bơi nha. À anh đang hỏi em hả? Ừ. Em đang tưởng tượng em đang gặp phải. Em tưởng anh nói chuyện mình ấy. Trời, người ta đang hỏi cô đang đi bơi đó. Làm lại, 2, 3. Bây giờ làm sao đi bơi được với cổ đó, làm, nói đi. Em nhà ở đâu thế? Nhà em ở gần đây anh. Mình cùng đi bơi được không? Dạ được. Nói vậy là được rồi.
đơn giản không? Nãy giờ thấy cô bận đồ bơi màu gì? Không tưởng tượng ra luôn. Hả? Không tưởng tượng. Cô đó màu đỏ mà cũng không ra luôn hả? Em không tưởng tượng được. Đó là chẳng qua là cho vui thôi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau 10 giây. Nắm tay cho phải bắt tay. Cảm nhận. Hai bạn hãy nhìn nhau và nói cho nhau nghe cảm xúc hiện tại, cảm nhận về đối phương hoặc là suy nghĩ của bản thân mình. Em nắm tay bạn đó thấy có phải em nấu ăn ngon. Nắm tay mà biết nấu ăn ngon. Sai mất rồi. Bạn nữ dễ thương, có nụ cười hiền, có răng khểnh. Em thích răng khểnh. Thích răng khểnh. Anh thì anh muốn chắc về nuôi chắc được mọc ra. Em thích kiểu tròn tròn. Đây là món quà nãy bạn trai tặng bạn gái đúng không? Giờ em mở quà ra đi. Tại sao lại tặng cái vòng đeo tay? Cái này em mua với Vũng Tàu, là một trong những cái cửa hàng mỹ nghệ. Cái này bằng vỏ xà cừ. Em nghĩ màu tím thì nó sẽ thể hiện được cái... Anh này thích màu tím. Không. Màu đỏ em nãy mà không chịu, màu xanh cũng không chịu. Thích màu tím. À không, em thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu tím nó thể hiện cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Về tình cảm vậy. Chung thủy. Sau cuộc nói chuyện nãy giờ em cảm nhận gì về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Anh vui tính, cởi mở, khả năng giao tiếp tốt. Đó, tất cả em có thể cảm nhận được. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành hay không? Bản thân mình có cảm thấy có xúc cảm, có rung động, có gì với đối phương hay không? Đó mới là quan trọng. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị đếm từ 1 đến 3, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là cái người mà chúng ta đi tìm, chúng ta có rung động, tình yêu nó còn xa, nó còn dài lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có sự rung động, nó có cảm xúc, thì chúng ta bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh, không đồng ý, lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian, sao bạn gái không bấm? Em không có cảm xúc gì cả, em chỉ thấy bàn tay bạn ấm thôi à. Tại sao em bấm nút? Em nghĩ là em thích cái câu đầu tiên của bạn, là kế hoạch của bạn là có gia đình. Em thì em cũng muốn có. Em muốn là hai đứa cũng không có khoảng thời gian tìm hiểu. Nếu mà kêu mà cảm xúc ngay lúc đầu cũng có, nhưng mà rất ít trường hợp mà nó vậy. Đa phần người ta phải trải nghiệm với nhau nhiều. Ví dụ đi chơi cái này nọ, ta bắt đầu mới lên được. Mình phải tôn trọng cái quyết định của nhau thôi. Mời hai bạn đứng lên. Tường cũng rất tiếc khi mà cặp đôi này không có hẹn hò với nhau. Bởi vì Tường thấy là nếu mà theo cái khách quan của chị là hai bạn cũng xứng đôi đó. Em thuộc loại không phải là người đơn giản. Em là cái người nó cũng có nhiều mặt, nhiều góc. Cũng có thể cô gái này cảm nhận được cái điều đó, nên cô cảm thấy không có cái sự an toàn. Nhiều khi em cũng rất là chân thành, nhưng mà cái cuộc sống của em nó hơi như là hơi lăn lộn xã hội, nó cũng hơi nhiều. Người ta nhìn vô mặt mày nó dày dạn xương gió quá, người ta ngại. Còn em gái thì chị thấy em rất là dễ thương. Anh ấy nói đúng đó, anh ấy đã cảm thấy là có một cái đánh giá cao ở cái chỗ là mình đến với chương trình với một cái sự chân thành, mình mong muốn tìm một cái người thật sự. Chính vì vậy chị rất tôn trọng cảm xúc của em. Khi em không có rung động thì em không bấm nút. Coi như bữa nay chị không mát tay, nhưng mà chị cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Quý vị ơi, không sao ạ. Các bạn ấy không có bấm nút hẹn hò, nhưng mà đó là quyền của các bạn ấy, và biết đâu thì trong tương lai các bạn ấy cũng sẽ tìm được một nửa của mình, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 7 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.